Đầu phim là hình ảnh Yi đang đợi nữ chính Khâu Ánh đến sân bay sang Vancouver nhưng Khâu Ánh lại đến muộn. Cô đành để bạn mình đi trước còn mình vội vã đặt vé máy bay sớm nhất để đi. Ở Vancouver đang tổ chức một giải thi đấu game vô cùng hoành tráng. Công ty của Khâu Ánh và Yi chịu trách nhiệm khoản phát trực tiếp nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong chẳng thấy Khâu Ánh đâu. Vừa xuống sân bay không bắt được xe thì bị Yi gọi điện giục tới tấp. Thấy một ông Tây bắt được xe thì Khâu Ánh chạy tới giành chỗ nói rằng đây là xe bạn trai mình. Ông Tây hỏi cô chắc không thì cô gật đầu lia lịa rồi leo lên xe. Vào thì mới phát hiện là ông già lái xe. Chạy được một đoạn thì cô phát hiện mình không đủ tiền để trả quãng đường còn lại nên nhảy xuống chạy bộ. Ở cuộc thi thì đội Trung Quốc đấu với đội mấy anh Tây. Mấy anh còn không quên cà khịa nhưng cà khịa bằng tiếng Anh ai mà hiểu. Cười đều nhau một cái hai đội tiến vào sàn đấu. Khâu Ánh muộn thì muộn chứ vẫn phải đánh tí khối dặm tí phấn. Đội mấy anh Tây tên là Ta Tan còn đội Trung Quốc là Legend. Hai đội bước ra trước sự gieo hò của khán giả. Ông MC phỏng vấn cảm nhận của hai đội thì chỉ thấy khịa nhau chứ có cảm nhận gì đâu. Hai bên đều có vẻ rất tự tin. Khi trận đầu được bắt đầu cũng là lúc Khâu Ánh đến nơi. Cô đi vào cầm điện thoại livestream như đúng rồi. Nhìn Khâu Ánh cứ quay vào mặt dai nên nhắc nhở cô rằng quay trận đấu đi. Trận đầu tiên đội Legend đã thua, tỷ số 1-0 nghiêng về Ta Tan. Yi gọi điện bảo Khâu Ánh sắp bị sếp đá đít rồi. Đã lề mề rồi còn làm lỡ mất trận đấu đầu tiên của hai đội. Khâu Ánh vẫn tự tin rằng mình sẽ lấy được tin độc quyền từ đội trưởng Cố Phong của Legend. Cố Phong sau khi để thua trận vừa rồi thì đang vô cùng căng thẳng và ám ảnh về lời phỏng vấn của các phóng viên. Hương không đi vào an ủi để anh lấy lại tinh thần. Sau khi chôm được cái thẻ nhân viên thì Khâu Ánh tính bám theo Cố Phong để phỏng vấn. Qua mặt được hai ông bảo vệ nhưng đột nhiên bị Hương không gọi lại. Tưởng bị phát hiện thì ra An chỉ bảo Cố cẩn thận vì cái váy ngắn quá thôi. Thấy đội trưởng bất ổn nên để có cơ hội giành chiến thắng. Hương không đã đề nghị với quản lý cho Cố Phong đổi vị trí không đi mít nữa nhưng lại bị chửi cho một trận bảo ra về. Cậu nói vì đội trưởng, vì chiến thắng nhất định cậu sẽ đề nghị đổi chiến thuật. Trận thứ hai bắt đầu. Cố Phong nghĩ lại những lời nãy mà Hương không nói với quản lý làm anh mất tập trung. Khâu Ánh thì vẫn ngồi trên khán đài phát trực tiếp hóng hớt cùng khán giả. Thấy dai mắt cứ sáng lên bị anh trai bên cạnh bảo rằng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhìn Hương không đẹp dai vậy thôi chứ chơi game như quần đùi vậy lúc nào cũng thấy ngỏm đầu tiên. Nhờ có chiến thuật ngỏm sớm của mình mà Hương không đã thành công dụ địch hỗ trợ cho Cố Phong ăn chip bồ kêu làm cho mấy anh Tây cay điên. Do có biết game là cái gì đâu nên Khâu Ánh ngồi bên canh thấy hai anh dai nói gì thì nói theo vào bình luận trận đấu trên livestream của mình. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng làm admin không kịp đọc việt sắp luôn. Tình thế giữa hai bên xoay chuyển liên tục nhưng cuối cùng đội Legend đã thua Ta Tan của mấy anh Tây trước sự tiếc nuối của người hâm mộ. Khâu Ánh tuy không biết gì nhưng cũng thấy tiếc. Cố Phong nhận hết lỗi về mình, Hương không bảo anh là đừng lo, năm sau lại vô địch lại thôi. Ra đến ngoài thì người hâm mộ khóc mếu cổ vũ cho đội trưởng cũng như Legend. Do bị bảo vây nên họ không thể rời đi được nên Hương không bảo mình sẽ xuống an ủi họ. Vừa thấy dai cái fan tấp hết vào lề cười tươi như hoa xin chụp ảnh cùng. Thế là cả đội rời đi trước. Nhận ra Hương không vì muốn gây sự chú ý nên Khâu Ánh lao ra trước đầu xe của anh. Cô lăn đùng ra giả vờ đau chân, sau đó bảo nhận ra Hương không muốn anh giúp mình đến gặp Cố Phong một lần. Nghe thế thì Hương không đoán ngay là ăn vạ nhưng vẫn đồng ý cho cô lên xe. Sướng quá Khâu Ánh chạy như bay lên xe mà quên mất mình vừa mới bị đau chân. Biết cô đang bốc phét nên khi ngồi trên xe Hương không hỏi tới tấp những thông tin và các trận đấu mà Cố Phong đã tham gia nhưng với người đến game còn không biết thì biết làm sao được mấy cái đấy. Hương không càng chắc chắn là cô đang ăn vạ. Anh chở cô đến một tiệm cà phê rồi bảo Cố Phong ở trong đó. Cô đi vào trước mình đi đỗ xe sẽ vào sau. Khâu Ảnh tưởng thật đi vào trong thể hiện trình độ tiếng Anh như người bản địa của mình hỏi thông tin về Cố Phong nhưng họ bảo không có ai như thế cả lúc này cô mới nhận ra mình bị lừa. Gọi điện cho cô bạn Yi bảo cô lên xem fan của họ có đăng ảnh gì không rồi tìm đến địa chỉ đó. Ở quán bar Cố Phong đang ngồi buồn bã uống rượu một mình một góc. Cả đội không ai dám lại gần đã thế còn bị quản lý ra mắng cho một trận. Ngay sau đó Khâu Ánh cũng tìm đến nơi đứng ở ngoài đã quay lại được hết cuộc nói chuyện của Hương không và Cố Phong, nhận ra rằng trận đấu cầu đội là do Cố Phong nên mới bị thua. Thấy tâm trạng của anh ta không ổn nên Khâu Anh tắt máy không quay nữa thì bị ông giám đốc đang nghe gọi điện mắng cho bảo sao không ra mà xin phỏng vấn. Phải lấy thông tin cho bằng được, cô ừ cho xong rồi tắt máy, định tránh mặt Hương không thì bị một anh Tây cao to đen không biết có hôi không ra quấy rối. Cũng may là Hương không giúp cô giải vây, Hương không bảo cô cố chấp thế. Muốn moi tin từ Cố Phong thì hiện giờ không được. Anh ấy cần sự yên tĩnh, nhất quyết phải phỏng vấn được Cố Phong nếu không lại bị sếp chửi. Khâu Anh bám theo Hương không ra ngoài để lại số điện thoại bảo khi nào tâm trạng anh ấy tốt thì gọi cho mình. Tất cả cũng chỉ vì công việc mà thôi. Sau khi biết tin chưa phỏng vấn được Cố Phong, hoạt động họp fan lại còn bị hủy thì Khâu Anh lại bị sếp chửi cho một trận. Không biết bằng cách nào nhất định hôm nay phải phát trực tiếp. Bí quá nên cô đành phải đứng trước máy quay nhảy để tăng tương tác. Nhân cơ hội đó, ông sếp yêu cầu đăng đoạn video nói chuyện của Cố Phong và Hương không lên. Mấy anh em trong đội Legend cũng đang xem livestream nhảy của Khâu Anh.
hỏi Hương không quen thì giới thiệu đi. Anh chê cô nhảy như diễn xiếc, IQ thì thấp, người như thế anh quen sao được. Vừa thấy được video của mình bị đăng lên mạng thì Hương không quyết định trả thù Khâu Anh. Hẹn cô 7 giờ sáng hôm sau đến khách sạn lấy dây chuyền rồi tắt máy. Khâu Anh gọi không được thì vô cùng khó chịu. Sang sau đúng giờ cô đến nơi thì Lễ Tân báo anh ấy đã trả phòng rồi. Khâu Anh biết mình lại bị lừa. Cô Lễ Tân bảo ra bãi đỗ xe tìm thử xem. Cả đội đang đợi xe thì bị mấy anh Tây ra trêu ngươi nhưng lần này trêu bằng tiếng Trung. Khâu Anh ra thấy hai đội đang nói chuyện thì lấy máy ra quay. Nghe Cố Phong bị xúc phạm thì Hương đã lao lên túm cổ áo anh Tây đẹp trai kia. Suýt nữa thì choạng nhau nhưng may có người ngăn lại, quản lý cũng tới nơi kêu mọi người lên xe. Khâu Anh đứng ngơ ngác trước sự việc vừa rồi mà quên mất rằng mình đến để lấy dây chuyền. Sau khi gửi video đó cho sếp và đăng tải lên trang thì ngay lập tức được đứng đầu về lượt xem làm anh ta có vẻ rất vui. Cả đội Lê Ghen ngồi trên xe bị ông quản lý trách vì đánh nhau còn bị đăng lên mạng. Khi biết người đăng có tên Khâu Anh thì Hương không chán chẳng buồn nói. Vừa về đến Trung Quốc, Khâu Anh cũng nhận ngay được tin rằng video của mình lên xu hướng vượt qua cả Kiều Hinh. Người đứng đầu công ty về thành tích, mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Kiều Hinh đứng nhìn thấy có vẻ cay cú nên gọi điện cho Triệu Dương quản lý của Lê Ghen nói về đoạn video. Đang được ông sếp khen thì Khâu Anh nói đăng video đó liệu có làm ảnh hưởng tới công y không thì sếp bảo cứ yên tâm không có gì. Vừa dứt câu thì Triệu Dương gọi điện tới bảo là sẽ nói chuyện về đoạn video, nếu không xử lý được thì chuẩn bị thuê luật sư đi. Thấy tình hình có vẻ không ổn nhưng sếp bảo quan hệ của Kiều Hinh và Triệu Dương có vẻ tốt nên để cho cô ấy xử lý. Kiều Hinh đi xuống cố tình nói to với mấy đàn em rằng đừng livestream linh tinh không lại kéo một đống phiền phức cho công ty. Khâu Anh bên cạnh biết đang cà khịa mình nhưng không thèm chấp. Mới xem tập 3 mà biết ai vào vai phản diện rồi. Vừa trở về nước thì Hương không đến ngay quán cà phê quen thuộc để giải tỏa tâm trạng. Ngồi tâm sự với anh bạn nhắc đến việc Cố Phóng sẽ nghỉ hưu trông Hương không có vẻ không vui. Ở nhà Khâu Anh đang tâm sự với Yi về việc mình đã gặp rất nhiều cảnh cảm động trong chuyến đi lần này. Thấy fan của Lê Ghen khóc mà suýt nữa thì khóc theo. Còn nhìn thấy Cố Phong ngồi uống rượu trong góc một mình vô cùng buồn bã. Vừa mới vào tâm lý xong thì Khâu Anh bực mình ngay được vì không thể nào liên lạc được với Hương không. Yi thắc mắc sao hai người lại có số điện thoại của nhau thì Khâu Anh đáp anh ta đang cầm sợi dây chuyền của mẹ cô. Nếu còn không liên lạc được cô sẽ đến tận văn phòng của đội đó đòi cho bằng được. Mở mắt dậy Hương không vơ nhầm cái chân của Giật Hiên. Anh đá cậu xuống giường rồi đuổi về phòng. Cậu ta bảo là hôm qua thấy điện thoại Hương không kêu suốt nên qua xem thử rồi ngủ quên. Hương không cầm lên xem nhưng cũng không thèm để ý. Khâu Anh tìm đến tận văn phòng nhưng không được vào trong. Đúng lúc Giật Hiên xuống đến nơi. Anh đã theo dõi cô trên mạng xã hội rất lâu rồi nay mới được gặp. Cô nhờ anh giúp cô đi tìm Hương không. Gái nhờ chuyện thì ai nào không đồng ý nên cậu còn dẫn cô đi tham quan khắp văn phòng. Vào đến phòng gym thì Giật Hiên bảo Hương không đang ở trong đó. Anh ta là người rất dễ tha thứ nên chỉ cần cầu xin vài câu là được. Vào trong thì cô thấy anh đang đánh đu trên xà mà nuốt nước bọt ừng ừng phải tu vội chai nước. Thấy cô cứ lẽo đẽo đòi dây chuyền anh bảo ít ra cũng phải để anh tắm xong muốn nói gì thì nói chứ nên cô đồng ý hẹn gặp anh ở quán cà phê bên cạnh. Ngồi quán cà phê mà cô cứ nghĩ về cái cảnh Hương không đu xà khi nãy. Anh ra đến nơi trả lại dây chuyền nhưng Khâu Anh lại thấy nó bị đứt vô cùng khó chịu. Còn đang giả vờ không biết vì sao sợi dây bị đứt thấy Khâu Anh khóc, anh rằng sẽ đền tiền cho cô. Khâu Anh nói nó vô giá thì anh lại bảo có yêu cầu gì cô nói ra mình sẽ đáp ứng hết. Cô đáp cái áo thẳng mặt Hương không chửi anh là đồ tồi rồi bỏ đi. Ngồi một mình nhìn sợi dây chuyền của mẹ để lại bị đứt mà cô khóc như mưa. Về văn phòng đang ngồi suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Khâu Anh thì mọi người chạy lên nói với Hương không rằng Cố Phong đang ở dưới nhà và anh ấy không muốn tham gia thi đấu nữa. Hương không vội vã chạy xuống, cậu muốn khuyên anh tiếp tục thi đấu nhưng Cố Phong nhất quyết muốn Hương không sẽ thay mình làm đội trưởng. Dẫn dắt cả đội nối tiếp ước mơ của anh đó là nâng lên chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai. Quá buồn nên Hương không phóng xe như điên trên đường. Rồi lại nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên mà mình gặp Cố Phong, chính anh là người đã đưa cậu vào đội, dẫn cậu tới con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nhìn chiếc nhẫn quán quân mà cô Phong đã đưa cho mình cậu tự nhủ lòng mình phải thật cố gắng. Yi và Khâu Anh ngồi bàn với nhau làm thế nào để vượt mặt được cái cô Kiều Hinh kia. Yi nói cô ta câu được Triệu Dương bên đội Lê Ghen nên giành được phỏng vấn độc quyền. Bảo Khâu Anh hay đi làm thân với Hương không. Cô phản ứng ngay bảo anh ta không tốt đẹp gì cả đời cũng không muốn gặp lại. Triệu Dương đang ngồi hỏi huấn luyện viên xem muốn ai làm đội trưởng thay thế cho vị trí của Cố Phong. Anh ta đề cử Hoắc Nghiêu nhưng bị huấn luyện chê là thời kỳ hoàng kim của Hoắc Nghiêu đã hết rồi. Cậu đứng ở ngoài cũng nghe được hết. Về đến văn phòng mọi người đều vui mừng vì vừa đấu xong một trận chào mừng thành viên mới còn Hoắc Nghiêu vẫn nghĩ đến những chuyện mình nghe được mà đơ cả người. Các sếp cũng họp lại cùng Cố Phong để tìm ra xem ai sẽ là người thích hợp nắm giữ vị trí đội trưởng. Khi Cố Phong vừa đề nghị là Hương không thì có vẻ mọi người không đồng tình. Phân tích dữ liệu của những trận đấu thì Hương không luôn là người xếp bét. Đánh nhau lúc nào cũng bị đuổi rồi xử lý trước. Sau một hồi ngồi nghe Cố Phong và Triệu Dương tranh cãi thì sếp bảo sắp tới sẽ có một cuộc thi đấu do nhà phát hành game tổ chức. Sẽ để cho Hương không thay Cố Phong tham gia thi đấu coi như là kiểm tra thực lực.
Sau đó, huấn luyện viên cùng Cố Phong cũng ra báo cho mọi người biết rằng Hương không chính thức là người thay thế Cố Phong dẫn dắt và luyện tập cho đội. Mọi người đều vui vẻ đồng ý nhưng chỉ có Hoắc Nghiêu là vẫn cứ thẫn thờ. Khâu Anh bị sếp gọi vào bảo rằng dạo gần đây tin tức cũng như các chương trình của cô đều không đạt chỉ tiêu tương tác, tụt rất nhiều. Cho cô thời gian một tháng nếu vẫn thế thì phải cuốn gói về nhà trồng rau nuôi cá. Ra quán ăn cô bạn Yi muốn nghĩ cách giúp Khâu Anh, bảo cô mượn độ nổi tiếng của Hương không. Cùng anh làm chung một hoạt động gì đó rồi cô sẽ giúp Khâu Anh viết bài tâng bốc nâng cao giá trị, thế là sẽ hot hơn cả Ngọc Trinh. Tạo bước ngoặt lớn trong công việc, nghe thế thì Khâu Ảnh bảo rằng bản thân thật sự không muốn dính gì tới một người như thế nữa. Yi bảo cậu đây là cách duy nhất để cứu vớt công việc. Hãy nghĩ đến khoản nợ rồi tiền thuê nhà hàng tháng đang chồng chất trên đầu cậu đi. Sau khi con bắt với ông sếp thì Yi bị đuổi việc, đang cáu vì đi đâu cũng không được nhận thì có công ty gọi đến nói hồ sơ của cô đã được thông qua vòng tuyển chọn. Yi vội vã chạy đến, phía Khâu Anh cô cũng đang luyện tập để đến nói chuyện với Hương không sao cho không bị ngượng. Vừa nhìn thấy anh trong quán cà phê thì cô lại từ bỏ ý định, nhưng nghĩ lại quyền lợi của mình thì cô quyết định tìm anh nói chuyện. Vừa quay đầu thì vập mặt vào ngực Hương không. Anh bảo chắc chắn hôm nay cô đến là ra điều kiện. Còn bảo cô mà không đến thì anh còn nghĩ sợi dây chuyền kia quan trọng thật. Giờ cô đến đây thì anh khẳng định cô là một người rất biết diễn. Khâu Anh yêu cầu Hương không phải livestream đánh game đôi với mình một trận. Anh nghe vậy thì đồng ý luôn. Đang chuẩn bị bỏ đi thì Khâu Anh suýt bị xe đạp tông. Cũng may Hương không kéo cô lại kịp. Tự nhiên anh nhìn ra hình ảnh người yêu cũng bảo Khâu Anh đừng bắt chước người yêu cũ mình. Cô ngơ ngác không hiểu anh đang nói cái gì rồi chửi anh là thằng điên. Yi tìm đến công ty đã gọi mình thì anh nhân viên tiếp tân bảo đợi rũa xong cái móng tay đã rồi nói chuyện tiếp. Nhìn hình đoán chữ là biết ngay được anh nhân viên màu xanh đỏ hay là tím luôn. Yi hỏi công ty có vẻ rảnh rỗi nhỉ thì anh trả lời là sếp ở đây theo chủ nghĩa lối sống rừng rưng. Phỏng vấn vài câu tưởng không được nhận thì ông sếp hỏi cô bao giờ có thể đi làm được làm Yi rất bất ngờ. Cô còn không tin tự nhiên mình lại xin được một chỗ việc nhẹ lương cao như thế. Khâu Anh về nhà mở livestream thông báo với fan rằng mình sẽ một buổi đánh game chung với một game thủ chuyên nghiệp. Kiều Hinh thấy thế thì cũng đăng trạng thái nên bản thân cũng có hẹn với một game thủ chuyên nghiệp muốn quyết đấu cùng với Khâu Anh. Cô bảo Yi ok luôn chứ sợ gì. Hôm sau Kiều Hinh cùng Khâu Anh được sếp gọi đến khen ngợi. Kiều Hinh nói chỉ là chị em giúp đỡ nhau để cho Khâu Anh không bị mất việc mà thôi. Lại còn bày ra cái vẻ mặt thảo mai không thẩm được. Khâu Anh lo sốt vó vì đợi mãi không thấy Hương không online, sợ bị anh trô nên nhắn tin nhắc nhở. Hương không giải tán cuộc họp của mình rồi vào game. Người đánh trùng với Kiều Hinh chính là Bùi Hy, gamer hàng đầu của đội VNG. Đang đánh nhau hăng máu thì Giật Hiên chạy tới báo cho Hương không rằng Cố Phong vì cậu mà ký hợp đồng rời khỏi giới game thủ với công ty làm cậu vội vã chạy tới, bỏ cả trận game với Khâu Anh. Thấy Hương không treo máy làm cô tức nổ đom đóm, vô số những bình luận tiêu cực chê bai Hương không, Kiều Hinh cũng liên tục cà khịa Khâu Anh không có cái vẹo gì. Hương không đến văn phòng thì thấy Cố Phong đang chuẩn bị ký vào giấy vội giật lại xé ra bảo nếu trận đấu sắp tới mình thua sẽ tự động rút lui. Không cần Cố Phong phải hy sinh như vậy, Yi và Khâu Anh vừa kết thúc livestream cay quá xách túi chạy đến chỗ Hương không và Giật Hiên đang nói chuyện. Hương không hãi quá chạy trước bảo Giật Nhiên cản hai người lại nhưng Giật Nhiên bị Yi đánh tới tấp kêu gào thảm thiết. Khâu Anh chạy tới nhà xe rút chìa khóa của Hương không muốn anh giải thích cho rõ ràng tại sao hành động như thế với mình. Anh bảo rằng mình có việc đột xuất. Nghĩ rằng cậu lại chơi đều mình nên cô cầm chìa khóa đáp vào thùng rác. Hương không vội vã chạy tới nhặt lên chùi đi tấm hình trên đó có vẻ quan trọng rồi tức giận với Khâu Anh. Nói cô suốt ngày bám theo lẽo đẽo làm thân với những người nổi tiếng như anh. Diễn giỏi ninh giỏi nhưng cô ninh sai người rồi. Chê cô là con người rẻ tiền chỉ biết khóc. Không những thế còn bảo xung quanh anh không thiếu những bình hoa như cô. Bị sỉ nhục một chàng Khâu Anh uất ức mà bật khóc. Giật Hiên ngồi đọc những bình luận ác ý trên mạng thì bảo với Hương không rằng không nên gài con nhà người ta như thế. Dù gì cô ấy cũng là con gái, Hương không còn bảo Giật Hiên sau này đừng qua lại với người như Khâu Anh sau đó xóa số điện thoại ra khỏi đa bạ. Về đến nhà, nhìn ảnh mẹ Khâu Anh lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên cạnh mẹ. Nhìn lại cuộc sống khó khăn của mình cô khóc nức nở nói xin lỗi mẹ mình vì đã để mẹ thất vọng. Trận đấu của bên phía đội Hương không được diễn ra. Ngồi xem thi đấu của một tuyển thủ Bùi Hy thì Triệu Dương rất muốn anh ta sẽ thuộc về đội của mình. Muốn cậu ta thay thế vị trí đội trưởng của Cố Phong, ra ngoài gặp mặt Hương không cả khi anh đừng có mà để thua nếu không lại không được gặp mặt nhau ở chung kết. Trận đấu của Hương không kết thúc vô cùng nhanh chóng và giành chiến thắng dưới chiến thuật dẫn dắt của Hương không. Cố Phong cùng giám đốc đứng xem cũng rất chi là vui mừng. Cố Phong càng đề cao khả năng ứng phó của Hương không với giám đốc vì bọn họ vẫn nghĩ đối thủ là Dragon chứ không phải New Lan. Giám đốc cũng không biết rằng lịch thi đấu bị thay đổi nên có vẻ khó chịu. Ngay sau đó là cuộc phỏng vấn giữa đội Legend của Hương không và New Lan của Bùi Hy. Chưa chiến đấu hai bên đã kênh nhau khét lẹt, buổi tiệc chia tay Cố Phong rời khỏi giới game thủ được diễn ra. Yi và Khâu Anh rủ nhau đến nhưng không được vào thế là hai người tìm cách diễn trò luồn lách rồi cải trang thành nhân viên phục vụ lẻn được vào hội tường tổ chức. Đang đứng hóng hớt thì hai người được gọi đi tiếp rượu.
nguyên cái bản toàn là người quen mặt C, sợ bị phát hiện lên phải che mặt để Yi theo sau. Buổi tiệc quy tụ rất nhiều các đội máu mặt trong giới game thủ. Hương không cùng anh em cũng gặp lại đội của Bùi Hy nhưng không có mặt cậu ta, có vẻ như không chơi được với nhau nên vừa gặp hai bên cà khịa nhau rất nhiệt tình. Yi muốn đi chụp hình nên đã để Khâu Anh ở đó một mình. Đúng lúc cố phòng nên phát biểu thì Hương không nhìn thấy Yi bảo Giật Hiên bên cạnh đi xem thử sợ fan lén vào chụp hình. Ấn tượng không tốt rồi nên gặp lại cãi nhau, Yi đạp vào chân cậu rồi bỏ chạy. Yi chạy như điên đến nhà vệ sinh nữ thì vẫn bị Giật Hiên chặn lại. Bảo rằng xin mấy tấm ảnh thôi nào cô sẽ mời anh ăn cơm thì Giật Hiên bảo không thèm. Khâu Anh trong hội trường cũng bị Hương không phát hiện kéo ra ngoài nói muốn kiểm tra điện thoại của cô. Sau khi không thấy gì thì đuổi cô đi bảo không muốn nhìn thấy mặt Khâu Anh. Yi không chạy được thì dùng khổ nhục kế khóc lóc van xin tính nhân cơ hội chuồn đi thì vẫn bị Hương không bắt được và đòi lại ảnh. Hai người đi cả ngày cuối cùng công cốc không thu lại được gì thẫn thờ đi về Hương không đến bảo Cố Phong rằng sẽ tiễn anh ra sân bay nhưng anh bảo chỉ cần luyện tập tốt là được. Khâu Anh về nhà ngủ quên trên bàn làm việc, vừa mở mắt dậy thấy content cũng có view nên lại ngồi chơi game tiếp. Đội Legend của Hương không thì vẫn tiếp tục bàn đối sách luyện tập cho trận chiến sắp tới với đội của Bùi Hy. Do không ưa gì Hương không nên Triệu Dương đang hớt với sếp là cậu ta từ chối các chương trình quảng cáo vì không có thời gian nhưng lại livestream đánh game với Khâu Anh. Sau đó Hương không cũng được gọi đến, nhờ có tài lươn lẹo nên Hương không nói vài câu làm anh sếp quay sang để ý Triệu Dương. Không biết giải thích thế nào nên anh ta vội xin hớp nước rồi chạy đi, đang ngồi chơi game mà toàn thấy thua nên đâm ra quạo. Nghĩ lại lời của ông sếp bảo trong một tháng mà không làm được cái gì thì nghỉ việc. Đang chán nản thì cô được một đạo diễn họ An gọi mời tham gia chương trình thực tế của ông cùng với các tuyển thủ chuyển nghiệp. Vui mừng chưa được bao nhiêu thì đến nơi Khâu Anh đến nơi thấy cả Kiều Hinh ở đấy. Ngồi canh Bùi Hy thì cô ta đang ỏng ẹo tỏ vẻ cute nhờ mở hộ chai nước thì bị cậu từ chối làm Khâu Anh ngồi bên cạnh cười hè. Ai mà có rè ngay sau đó thì Khâu Anh được đạo diễn ghép đội chung với Hương không, hai người nhìn thấy mặt nhau đã không vui rồi. Kiều Hinh tí tởn chào Hương không nhưng bị cho ăn bơ làm quê muốn tụt cái quần ra đội. Hương không lại tiếp tục sỉ nhục Khâu Anh rằng cố tình vào đây để trùng đội với anh. Thấy thái độ của cô hơi bấp bênh nên Hương không nói sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội. Trò chơi đầu tiên cậu cố tình liên tục trả lời sai để Khâu Anh bị phạt làm cô tức điên thêm vào được Kiều Hinh cứ hỏi Khâu Anh có sao không làm cô càng sôi máu. Bùi Hy và Kiều Hinh giành chiến thắng, game sau đó là hai người được đánh đôi với nhau. Bùi Hy bảo Hương không hãy cho mình thấy thực lực thực sự. Mặt Hương không kiểu ủa alo bạn nói gì vậy? Do cay cú nên Khâu Anh cắm đầu đuổi Kiều Hinh thì bị Bùi Hy quay lại úp sọt chết. Sau đó với sự chỉ đạo của Hương không thì hai người đã giành được chiến thắng. Nhận được quà sau cuộc thi Khâu Anh vô cùng vui mừng gọi điện khoe Yi kể về chiến tích của Hương không. Yi còn không tin là cậu ta tử tế thế. Đang đứng chụp hình cùng fan thì Hương không lại bị Bùi Hy đến cà khịa nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Khâu Anh đuổi theo Hương không đến nhà xe đưa con thú bông anh để quen và có ý nhờ anh giúp mình xem video mình. Làm về trò chơi điện tử nhưng Hương không nghĩ cô đang bày mưu mời chào mình lên lại tiếp tục sỉ nhục cô. Khâu Anh bất lực bảo không cần một người như anh giúp đỡ rồi bỏ đi. Về nhà thấy anh bạn Giật Hiên đang ngồi xem video của Khâu Anh làm thì Hương không mới nhận ra là cô nói thật. Tự nhiên thấy mình hơi quá đáng rồi sau đó cũng quyết định chỉ cô bằng cái tài khoản ảo. Triệu Dương rủ Bùi Hy đến quán nước muốn mời chào cậu ta về đội mình quản lý. Triệu Dương sau đó về nói với giám đốc thì anh cũng bảo nhanh chóng bàn bạc nhưng Triệu Dương bảo Bùi Hy muốn làm đội trưởng. Vì đã trao đổi với Cố Phong nên anh không muốn làm trái với lời hứa được. Triệu Dương vẫn tiếp tục ra sức nói anh nên suy nghĩ về việc mời một người tài năng lại có danh tiếng như Bùi Hy về đội của mình. Cô bạn Yên Nhiên của Khâu Anh ở công ty thì vẫn bám đít Kiều Hinh, nghe lời đường mật dụ dỗ sau đó Yên Nhiên đã đến nhà tìm Khâu Anh buồn bã nói rằng cãi nhau với bạn trai. Khâu Anh nhiệt tình làm đồ ăn nhưng nhân cơ hội đó Yên Nhiên đã vào máy tính của cô để làm gì đó còn bảo xin lỗi Khâu Anh. Đang ngủ thì nhận được điện thoại của Yi nói cô nên mạng tìm kiếm từ khóa Hương Hồng. Khâu Anh làm theo thì thấy một loạt các video được cắt ghép làm mọi người nghĩ rằng Hương không đánh người. Mà nửa đầu đoạn video đó chính là Khâu Anh quay từ trước. Tất cả cư dân mạng đều quay ra chỉ bới Khâu Anh vô cùng thậm tệ. Ra trò này do Kiều Hinh và Triệu Dương bày ra vừa để hãm hại Khâu Anh và cả Hương không. Ngay sau đó Hương không cũng được gọi để họp. Mọi người đều nghĩ rằng do cậu trêu đùa nên Khâu Anh trả thù. Sau khi được nói cho biết Khâu Anh là người đăng tin thì Giật Hiên vội chạy ra ngoài gặp ngay Yi đang đứng đó hóng hớt liền kéo cô đi hỏi cô tại sao lại làm như thế với Hương không. Yi liên tục nói Khâu Anh không làm những chuyện hạ lưu như thế, mồm thì chửi tay thì đánh tới tấp. Giật Nhiên chỉ biết nghe không dám gáy nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Anh ta bảo địa chỉ IP đăng video chính là của Khâu Anh làm Yi vô cùng ngạc nhiên. Khâu Anh cũng bị sếp gọi đến đưa những chứng cứ người ta thu thập được chứng minh rằng Khâu Anh là người đăng nên cô đã bị cho nghỉ việc. Phía đội nhà Bùi Hy khi thấy tin tức về Hương không thì vô cùng hả hê, ở văn phòng của Legend thì ông lớn đầu tư đã đến và vô cùng tức giận. Hương không đến nói rằng đoạn video là ngụy tạo nên chỉ cần tìm Jeffrey ra đối chất là được,
chính là cái người mà hôm đó cậu đã cãi nhau. Trùng hợp thì hai ngày tới cậu ta sẽ tới Trung Quốc. Triệu Dương sau đó biết tin thì sốt ruột, sợ kế hoạch bị phá vỡ nên bảo anh quản lý phải tìm mọi cách để ngăn không cho Hương Không đi tìm Jeffrey. Yi và Khâu Ánh đợi luật sư tới nơi thì ông nói tình hình đang vô cùng bất lợi cho Khâu Ánh, có thể còn phải chịu một khoản bồi thường không hề nhỏ. Cách duy nhất trước mắt là phải tìm người bên phía Legend để hòa giải. Về thì cô thấy đứa Ezai cùng bố khác mẹ đứng trước cửa nói rằng rất lo lắng cho cô, nhưng cô vô cùng phũ phàng rồi đuổi cậu đi. Hôm sau thì cả bố và cậu lại tìm đến nhà của Khâu Ánh. Khâu Ánh vô cùng gay gắt khi nhìn thấy bố, nói rằng khi xưa bỏ rơi mẹ con cô không thèm quan tâm còn đi cùng người phụ nữ khác. Cô cũng không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ông cả. Nhớ lại ký ức gia đình vui vẻ khi xưa mà Khâu Ánh bật khóc nức nở. Yi gọi cho Giật Hiên xuống quán cà phê nói chuyện muốn xin số điện thoại của Triệu Dương để hòa giải, nhưng mặt anh cứ căng căng làm cô chửi cho một trận. Sau một hồi phân tích rằng không phải do Khâu Ánh làm, cô lại còn bị công ty sa thải. Giật Hiên nghe thấy thế thì cũng có vẻ lọt lai. Đang nói chuyện thì Yi nhận được điện thoại của Khâu Ánh nói rằng cô sẽ bán nhà nên vội vã chạy về. Về văn phòng nói tình hình cho anh em thì mọi người cũng đoán ra được phần nào chuyện này có thể có sự nhúng tay của Triệu Dương. Hương Không đến tìm Triệu Dương hỏi về việc liên hệ với Jeffrey thì anh ta bảo đã hẹn ăn tối, nhưng tối Hương Không lại bị sắp lịch cho hai trận thi đấu. Triệu Dương ra vẻ an ủi nhưng Hương Không vừa đi thì mặt lại tỉnh bơ. Khâu Ánh sau đó đã đến công ty Legend. Đến nhà xe thì gặp Triệu Dương muốn cùng anh bàn việc giải hòa. Hương Không đúng lúc nhìn thấy Khâu Ánh lên xe của Triệu Dương. Trên đường đi thì cô đề cập về việc đoạn video trên mạng. Sau vài lời đưa đẩy thì Triệu Dương dừng lại ở một đoạn đường rồi bắt đầu có những hành động đi quá giới hạn với Khâu Ánh. Bắt đầu khen cô đẹp gái rồi lao lên ép cô vào góc. Khâu Ánh vô cùng sợ hãi đúng Hương Không xuất hiện đập vỡ kính xe rồi lôi đầu Triệu Dương ra nốc cho một trận. Thấy Khâu Ánh sợ hãi nên Hương Không theo sau cô đến một cửa hàng. Khâu Ánh uống một mạch hai lon Heineken rồi khóc nức nở. Hương Không nhìn thấy vậy thì không biết nói gì. Thấy cô ngã anh vội vàng chạy vào bảo mình sẽ thanh toán sau. Thấy đồ đạc lung tung Hương Không nhặt lên giúp cô thì thấy ảnh mẹ của Khâu Ánh với chiếc dây chuyền. Hương Không cũng nhận ra rằng mình đã hiểu lầm cô. Khâu Ánh bực mình bỏ đi cũng bảo rằng do anh nên cô mới vào tình cảnh như bây giờ, cả đội anh không có ai tốt đẹp cả. Thấy cô say quá nên Hương Không đành phải cõng cô về nhà mình. Sáng tỉnh dậy Khâu Ánh còn hốt hoảng nhìn xem quần áo còn đầy đủ không. Vừa mở cửa bước ra chạm mặt ngay Giật Hiên, cậu ngơ ngác vì thấy gái trong nhà. Khâu Ánh xấu hổ định rời đi thì Hương Không nói cô hẹn luận sư của mình đến 10 giờ gặp mặt. Hai bên đến gặp nhau thì Hương Không nói phải đền 1 triệu tệ. Yi Khâu Ánh há hốc còn đang mắng Hương Không thì cậu đưa bản hòa giải cho. Hai người nhìn vào thì thấy không phải đền bù gì cả. Khâu Ánh vui vẻ cảm ơn Hương Không. Trước khi đi anh còn dặn cô sau này đừng uống rượu nhiều nếu không thì đáng sợ lắm. Yi vừa đi vừa nhất quyết tra hỏi Khâu Ánh xem rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có gì thì cô không tin rằng Hương Không lại đồng ý hòa giải một cách dễ dàng như thế. Triệu Dương về công ty nhảy dựng lên kể công mình vất vả đi tìm Jeffrey còn Hương Không thì lại đi hòa giải. Giám đốc cũng vô cùng tức giận nói quản lý liên lạc với cậu, nếu không giải quyết được thì sẽ chấm dứt hợp đồng Hương Không trong buổi họp báo sắp tới. Hương Không ngồi ở khách sạn đợi mãi cũng gặp được Jeffrey nhưng anh ta không muốn giúp cậu. Hương Không thấy thế thì bảo nếu không thanh minh thì mọi người sẽ nghĩ là cậu đánh anh ta thê thảm làm Jeffrey hơi cay. Yi và Khâu Ánh đang chuẩn bị ăn mì xem lại đoạn video thì chợt phát hiện ra một đoàn du lịch cũng có người đang quay video. Không khéo lại quay được toàn bộ sự việc nên Yi nói sẽ giúp Khâu Ánh tìm đoàn du lịch đó. Hai người đến sân bay đợi đến 3 giờ nhưng vẫn không thấy gì. Khâu Ánh quyết định ngồi đợi còn bảo Yi về trước chuẩn bị cho buổi họp báo sắp diễn ra. Trong lúc lơ là thì đoàn du lịch đã đi ngang qua chỗ Khâu Ánh. Cô vội vàng đuổi theo lấy được đoạn video kịp thời gửi cho Yi. Triệu Dương đang đắc ý đứng phỏng vấn trước các phóng viên thì bị Yi đưa đoạn video gieo cho toàn bộ mọi người. Chất vấn anh ta về sự thật nhưng Triệu Dương phủ nhận hoàn toàn nói rằng đoạn video còn chưa được kiểm chứng nên không chứng minh được gì. Cùng lúc Hương Không đến nơi cầm đoạn video mà Jeffrey đã quay giải thích về video trên mạng. Tất cả mọi người cũng đã biết được sự thật cậu bị quan còn hỏi thêm về mối quan hệ với Khâu Ánh nhưng Hương Không chỉ nói cả hai là người bị hại và không có mối quan hệ gì đặc biệt. Khi biết tin mọi chuyện được giải quyết thì Khâu Ánh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thất thần như chơi đồ nằm ngủ luôn ở sân bay. Hương Không và Giật Hiên đuổi theo Yi nói cảm ơn cô. Yi quay lại nhận lời cảm ơn của anh chắc tổn thọ mất vài tuổi nên không dám nhận. Bảo rằng sau này đừng chơi đều Khâu Ánh nữa là tạ ơn trời Phật và cảm ơn anh lắm rồi. Giật Hiên bên cạnh nhìn vẻ đanh đá thế thì sướng còn bảo cô nhớ gửi uy chat cho mình. Đang ngồi mệt mỏi ở nhà đột nhiên Khâu Ánh nhận được tin nhắn của Hương Không rủ đi ăn. Sướng ra mặt nhưng sợ bị Yi chửi nên lén la lén lút rồi vẫn bị Yi bắt quả tang. Biết ngay là đi với Hương Không, còn bắt Khâu Ánh ăn mặc phải kín đáo từ trên xuống dưới. Yi không yên tâm nên gọi điện cho Giật Hiên xin địa chỉ quán ăn rồi bảo anh đi cùng mình đến đó. Đang sướng vì tưởng được gái hẹn đi ăn thì cô tắt máy. Hai người sau đó tìm đến thì thấy Khâu Ánh cùng với Hương Không đang ngồi bên trong. Bắt đầu thể hiện trình độ như điệp viên,
Thấy Y Y có vẻ chuyên nghiệp nên Giật Hiên tính học theo mà bị Vadit vào kệ rau, ngồi vào bàn và lén lút như ăn trộm. Nhân viên nhìn bằng ánh mắt tưởng hai ông bà mới trốn chạy. Hương không xin lỗi Khâu Ánh về những gì trước kia mình đã nói với cô, còn bảo sẽ nhờ người đến nói với sếp để cô được trở về công ty, nhưng cô bảo không muốn về đó nữa. Hương không còn động viên cô cố gắng trở thành một bình luận viên game rồi đưa sổ mà mình đã ghi chép về những gì cô còn thiếu sót trong video lần trước. Hai người thế là làm hòa với nhau. Bên kia Giật Hiên và Y Y đi rình mà ăn rất nhiệt tình. Chán chê no nê thì Hương không đứng dậy bảo tính tiền hai bàn rồi lôi đầu Giật Hiên bên kia lên. Y Y định lẻn đi thì cũng bị Khâu Ánh nhìn thấy. Quê quá nên ăn nói xà lơ rồi bảo Khâu Ánh muộn thế này còn ở ngoài đi về nhanh lên. Trên đường về Khâu Ánh bảo sẽ trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp. Y Y nghe thấy thế thì bảo đừng cô đừng nằm mơ. Hôm sau đến công ty thì Y Y bị giám đốc trách là phá hỏng sự yên bình ở văn phòng từ trước đến nay, còn vì tên cô sắp lên xu hướng đến nơi rồi. Mấy ông lớn ở trên còn đòi đến thăm văn phòng, Y Y cũng không hiểu tại sao mình lập công còn bị mắng. Khi đến đưa tài liệu phỏng vấn cho Y Y ở công ty nổi tiếng Cực Quang thì Khâu Ánh phát hiện công ty sắp tổ chức một cuộc thi cho các bình luận viên trẻ. Ai thắng còn được hợp tác với bình luận viên nổi tiếng Lạc Thiên. Kể với Y Y thì Khâu Anh lại bị tạt một gáo nước lạnh vì với trình độ của cô bây giờ đi thi có mà bị loại từ ngoài cổng rồi. Hương không được giám đốc gọi đến để xin lỗi chuyện vừa qua. Anh bảo Triệu Dương xin lỗi mình hẳn hoi là được. Giám đốc vui vẻ đồng ý nên Triệu Dương miễn cưỡng phải xin phép cậu. Về phòng hơi cay vì bị cậu trêu người, sợ bị phát hiện nên dặn cấp dưới làm cho sạch sẽ. Chuyển cảnh vì để rèn luyện kỹ năng cũng như nâng cao trình độ để tham gia cuộc thi của Lạc Thiên thì Khâu Ánh đến quán net để luyện tập. Trùng hợp Bùi Hy thấy được ngay lúc cô thua còn chê cô chơi gà quá. Nhận ra là cao thủ nên cô nói một tràng mong Bùi Hy sẽ chỉ dạy mình, nhưng anh lại đưa kẹo mút cho cô rồi bảo có nói nhiều quá mút đi cho bớt lại. Lần thứ hai cô đến quán net lại tiếp tục gặp Bùi Hy đang đánh game nên tiếp tục lại muốn chỉ giáo. Anh đánh thêm một ván nữa cho cô xem nhưng cô bảo nhanh quá chưa nhìn kịp, xin Bùi Hy làm lại thì anh đứng dậy bỏ đi. Cô chặn đầu lại năn nỉ thì tiếp tục nhận được cái kẹo mút. Biết ý nên cô không nói gì nữa. Triệu Dương hẹn Hoắc Nghiêu ra nói chuyện về hợp đồng năm sau với công ty, nói rằng hào quang của mỗi người không được nhiều nên anh cần suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục dưới trướng của Hương không hay không. Về đến đội mà anh vẫn bần thân suy nghĩ. Sau lần hẹn nhau đi ăn đó có vẻ Khâu Ánh và Hương không đã thân thiết với nhau hơi. Đang ngồi chơi trong quán net thì Hương không đi vào tới chỗ Khâu Ánh ngồi xuống bảo sao cô chơi gà thế. Sau đó dắt cô đi siêu thị nói là luyện năng lực và khả năng nắm bắt tình hình. Hương không thấy gì mua nấy, bắt Khâu Ánh xoay như trong chóng. Thế mà trên đường đi về mặt mũi Khâu Ánh vẫn hớn hở như được mùa. Trước khi đi Hương không còn bảo rằng sau này muốn hỏi gì cứ nói với cậu. Hỏi Bùi Hy thì chẳng có tác dụng gì đâu. Hương không còn tặng cho cô hai tấm vé đến xem giải đấu nội bộ, còn bảo fan nữ của anh hết 99% rồi còn cô chính là 1% còn lại. Nghe thế thì Khâu Ánh cười tủm tỉm, tim nhảy ầm ầm như nghe nhạc remix. Về nhà bật điện thì thấy Y Y ngồi giữa nhà tức phồng mồm trợn mắt vì thấy Khâu Ánh đi với trai. Lại còn tặng hoa các kiểu. Thấy thế Khâu Ánh đưa cho hộp xoài khô ăn, thế là lại vui như bình thường. Ảo thật đấy. Y Y cùng với Khâu Ánh đến nơi xem thi đấu. Giật Hiên chê Y Y ăn mặc buồn cười làm cô bực mình dỗi bảo không xem nên Giật Hiên phải chạy theo dỗ. Hương không muốn mời Khâu Ánh đến đây chính là để cô làm quen với những người có tiếng trong nghề để giúp ích được cho con đường đi của cô. Trước khi thi đấu thì Triệu Dương cố tình vào đánh tâm lý Hoắc Nghiêu, ý muốn cậu hỗ trợ để không cho Hương không có cơ hội làm đội trưởng, anh ta sẽ không bạc đãi cậu. Vào trận đấu giữa hai đội thì Hoắc Nghiêu liên tục bỏ lỡ những cơ hội có thể giành chiến thắng nên đã thua trận đầu tiên. Mọi người đều thấy hôm nay anh ta có vấn đề nên khuyên anh điều chỉnh tâm trạng. Triệu Dương cũng giả vờ hỏi thăm, nhìn Hoắc Nghiêu. Hương không tiến lại bảo chỉ cần cùng nhau chiến đấu là được. Cậu có làm đội trưởng hay không không quan trọng. Sau khi đấu tranh tâm lý cực mạnh thì Hoắc Nghiêu nói ván sau sẽ không làm Hương không thất vọng. Trận đấu tiếp theo bắt đầu, Legen vẫn liên tục dẫn trước về thế trận nhưng mỗi lần đến lúc quan trọng thì Hoắc Nghiêu cứ đần người ra nghĩ về những gì mà Triệu Dương đã nói. Tình anh em vẫn không chiến thắng được tham vọng nên Hoắc Nghiêu đã làm cho đội Legen thua trong trận này. Cũng đồng nghĩa với việc rằng Hương không có thể sẽ mất chức đội trưởng, Giật Hiên vô cùng tức giận chửi thẳng mặt Hoắc Nghiêu. Anh ta chỉ biết gục xuống không nói nổi câu nào. Hoắc Nghiêu cũng nói hết sự việc rằng Triệu Dương đã đến tìm mình. Nói rằng nếu không làm như vậy thì sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với mình nữa. Hai người nghe xong thì cũng bất lực không biết phải nói thêm gì. Trận đấu vừa kết thúc thì Triệu Dương đã mang hợp đồng ký kết với Bùi Hy mời cậu ta gia nhập vào Legen. Ở văn phòng thì huấn luyện viên đang cố gắng giải thích về lỗi của Hoắc Nghiêu nhưng ông giám đốc quy tất cả đều do sai lầm của Hương không. Triệu Dương đi về với vẻ mặt đắc ý đưa hợp đồng đã ký kết được với Bùi Hy cho giám đốc xem, ông ta rất hài lòng. Vì chuyện này mà mấy anh em tương tàn, Giật Hiên vô cùng tức giận muốn Hoắc Nghiêu đến nói rõ với giám đốc. Mọi người đều thi nhau cản lại, Hương không thì không liên lạc được, càng nghe càng dằn vặt nên Hoắc Nghiêu quyết định đến văn phòng của giám đốc nhưng bị Hương không cản lại. Huấn luyện viên thì vẫn đang tranh cãi không muốn Hương không chịu trách nhiệm vì mọi người đều nhận ra đây là lỗi của Hoắc Nghiêu. Hương không mở cửa bước vào nói rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm không cần huấn luyện viên nói thêm gì nữa.
Hương không chấp nhận làm theo những gì đã cược trước đó. Huấn luyện viên về báo cho mọi người là Hương không sẽ phải rời khỏi công ty thì họ vội vã chạy xuống chặn được đầu xe của cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bùi Hy ở công ty của mình cũng đang bị quản lý trách vì dám tự ý quyết định rời khỏi công ty. Khi biết mục đích của cậu đến Legen vì để tranh đấu với Hương không thì anh ta cười đều bảo Hương không đã rời khỏi Legen rồi. Bùi Hy vội chạy đi tìm nhưng vừa lúc Hương không phóng xe tới cửa. Tính ra vẻ mình chơi hay chơi giỏi không cần đồng đội thì Hương không mắng anh ta một trận bảo hãy ra dáng một người chơi game chuyên nghiệp đi. Hãy tôn trọng và có trách nhiệm với đồng đội của anh. Khi biết được tin Hương không rời khỏi Legen thì Khâu Ánh mời anh đi uống trà sữa dâu tây để giả hỏi thăm. Hương không cũng hỏi thêm về tình hình xếp hạng của cô nói sẽ chỉ dẫn thêm cho cô để cảm ơn cốc trà sữa này. Hương không dẫn cô đến quán net còn cho cô vào trải nghiệm phòng game của tuyển thủ chuyên nghiệp. Thấy Hương không chăm chú hướng dẫn mình thì tự nhiên nhìn anh cũng đẹp trai mà làm Khâu Ánh ngây cả người. Những chi tiết thế này người ta gọi là tình yêu đây chứ còn gì nữa. Thấy Hương không và Khâu Ánh vào chung với nhau thì một lúc sau Bùi Hy bê nước vào bảo anh mời. Xong còn bảo Hương không dạy Khâu Ánh chơi làm gì cho mất thời gian, thế là bị Hương không đuổi đi. Đi ra ngoài thì Bùi Hy lại tiếp tục lấy một cái bánh kem cho thêm một đống dâu tây lên đấy với vẻ mặt hí hửng. Ông anh họ đứng bên cạnh thấy cũng lấy làm lạ, Bùi Hy bê bánh vào lại bảo là miễn phí tiếp. Rồi không biết là anh quan tâm đến Hương không hay Khâu Ánh luôn. Bùi Hy liên tục hỏi là Hương không đã tìm được đội mới chưa, hay không ai nhận, sao có nhiều thời gian ở đây hẹn hò thế. Thấy tình hình hơi căng thẳng nên Khâu Ánh nở một nụ cười tự tin thế là Bùi Hy bỏ ra ngoài tức quá phải lấy ngay một cái kẹo để ngậm. Trên đường về đang nói chuyện với Khâu Ánh là đến hiện tại vẫn chưa có đội nào tìm đến muốn anh gia nhập. Vừa xong thì điện thoại của một đội đứng thứ ba trên thế giới gọi điện cho anh nhưng Hương không đã từ chối. Sau đó anh nói với Khâu Ánh rằng bản thân muốn chiếc cúp thế giới phải thuộc về đội tuyển của Trung Quốc chứ không phải của nước ngoài. Khâu Ánh nói rằng hy vọng sau này anh sẽ giúp cho Trung Quốc giành được chức vô địch thế giới. Hương không cũng nói rằng hy vọng sau này Khâu Ánh cũng đứng trên cương vị là một bình luận viên chuyên nghiệp đọc tên Trung Quốc lên nhận giải vô địch thế giới. Đang sung sướng vì cảnh mình được đứng trên sân khấu lấy cùng Hương không hưởng thụ ánh hào quang, Khâu Ánh mở mắt ra thấy nguyên cái mặt của Y Y trắng toát làm cô hết hồn. Bùi Hy làm tiệc để chia tay mời mọi người ăn bánh ngọt thì ai cũng chửi cậu là bán đứng đồng đội. Bồi dưỡng cho xong rồi bỏ đi, nói một hồi thì cậu bắt tay với huấn luyện viên rồi rời đi, được Triệu Dương dắt đến ra mắt giám đốc Legend. Biết được tin thì Giật Hiên cầm cái gậy tập gym đến bảo là muốn chào hỏi đội trưởng mới. Với tính cách của một boy lạnh lùng thì Bùi Hy chỉ cười khẩy một cái rồi quay người bỏ đi làm ông giám đốc tức điên. Vì Bùi Hy đến gia nhập Legend nên các nhà tài trợ lớn cũng theo đến mà đầu tư cho Legend làm ông giám đốc rất vui. Giật Hiên thì vẫn không ưa được Bùi Hy bảo anh ninh bợ nhà tài trợ. Hai ông cãi nhau thế là Giật Hiên dỗi không đánh trận đấu chuẩn bị diễn ra nữa nhưng Bùi Hy vẫn tự tin là 4 đánh 5 vẫn có thể thắng. Ấy thế mà thắng thật mới tài. Ba người còn lại trong đội cũng vô cùng bất ngờ với khả năng của Bùi Hy. Hôm sau Hương không đến muốn tìm chị Văn huấn luyện viên của VNG, nơi mà Bùi Hy trước kia đã từng làm đội trưởng. Cậu muốn gia nhập vào đội này, Hương không rất tự tin với khả năng của mình hứa rằng sẽ cho chị Văn nhìn thấy một VNG hoàn toàn mới. Cậu đã thành công thuyết phục được chị Văn hơn nữa còn giành được chức vị trí đội trưởng. Kỳ Việt của đội VNG rất muốn lên làm đội trưởng của đội sau khi Bùi Hy rời đi nhưng cả huấn luyện viên và giám đốc đều không đề cập đến vấn đề sẽ cho cậu ta làm đội trưởng. Chị Văn nói với quản lý sẽ ký hợp đồng với Hương không nhưng anh không đồng ý vì sợ xe bị rút tài trợ khiến công ty gặp khó khăn. Tối hôm đó thì giám đốc tìm đến nói với Hương không rằng sẽ không ký hợp đồng với cậu, cũng nói về tình hình của công ty, chị Văn đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Các nhà tài trợ đã rút theo Bùi Hy, còn lại thì đang nói rằng nếu ký hợp đồng với Hương không thì sẽ không đầu tư nữa. Cậu đã hiểu được vấn đề nên sáng hôm sau đang chuẩn bị hồ sơ để ký hợp đồng thì chị Văn nhận được tin nhắn từ Hương không nói bản thân không muốn gia nhập VNG nữa. Sau khi biết giám đốc đã nói chuyện với Hương không thì chị Văn lái xe đến tận nơi để tìm cậu, sau một hồi nói ra tâm ý muốn giành được quán quân thế giới. Thuyết phục Hương không cho mình một VNG hoàn toàn mới thì cậu cũng đồng ý ký vào hợp đồng. Ở quán net thì kỹ năng chơi game của Khâu Anh càng ngày càng được nâng cao, thấy cô gái đang đứng top một xe vừa mời Khâu Anh thách đấu một trận. Mọi người đều tụ tập lại xem trận đấu của hai người, Hương không vào quán thấy vắng tanh. Sau mới nhận ra vào xem thì trận đấu đang rất gay gắt. Trong mấy giây cuối Hương không bảo cô lên đập nhà là win rồi không cần biến về. Thế là Khâu Anh chiến thắng trước sự cay cú của chị gái máu chiến kia thế là được chấp nhận vào làm trong quán net. Hương không rủ cô đi ăn mừng vì cả hai đã tìm được việc, lại còn lau tay lau chân ngồi cười tủm tỉm. Vẫn là cô bạn chi ý, ngồi ở nhà đợi cơm đến phát quạo mà vẫn chưa thấy. Khâu Anh vừa về thì bị Y Y bảo là sẽ chiến tranh lạnh với cô. Một lúc sau Y Y đi xuống cầm theo tin tức trên mạng nói về mối quan hệ của Hương không cùng với chị Văn của đội VNG. Đêm nằm cứ nghĩ về cảnh hai người thân thiết ở công ty lúc trước làm Khâu Anh không thể nào ngủ được. Ngày đầu tiên đến với VNG Hương không không được các thành viên cũ chào đón cho lắm. Chị Văn cũng động viên anh vài câu, tính sắp xếp cho Hương không ở phòng cũ của Bùi Hy nhưng Hương không muốn ở cùng với Lư Thịnh cho nó tình cảm.
Chị Văn cũng lưu ý rằng tính cách của cậu này khá lầm lì nên cần cẩn trọng khi tiếp xúc. Vào phòng Hướng Không cũng chào hỏi vài câu nhưng thanh niên này cũng méo quan tâm luôn. Bên phía Legends, Bùi Hy cũng đang dọn phòng để bắt đầu ngày đầu tiên làm đội trưởng. Giật Hiên tức giận muốn đòi lại cuốn sổ ghi chép mà Hướng Không để lại nhưng Bùi Hy không đồng ý. Thế là cả hai lên kèo solo trước sự chứng kiến của các anh em. Giật Hiên được chọn môn thi đấu nên bố này đã chọn thi tấu hề. Thằng nào làm mặt hề hơn thì thằng đấy thắng. Kết quả chung cuộc là Bùi Hy đã chiến thắng và được sự công nhận của các thành viên còn lại. Chuyển cảnh hôm sau, Hướng Không có một buổi ra mắt các thành viên đội VNG. Chị Văn cũng công bố Hướng Không sẽ là đội trưởng của nhóm khiến Kỳ Việt không phục. Đòi một trận solo để phân định năng lực xem ai mới đủ khả năng làm đội trưởng. Không ngần ngại, Hướng Không chốt kèo luôn. Thắng làm vua, thua cuốn gói đi về. Kỳ Việt cùng các anh em team chính thức lên kế hoạch tấn công. Còn Hướng Không thì cùng các anh em đội dự bị chiến đấu theo chiến lược của cậu. Phía bên này, quản lý Văn đang thuyết phục giám đốc về bản hợp đồng với Hướng Không. Nhận ra tài năng và sự chân thành của Hướng Không khi không nhận một đồng lương nào khiến anh giám đốc nể phục và chốt bản hợp đồng này luôn. Trở lại trận đấu, đội Hướng Không cùng các anh em dự bị đã đột phá chiến thắng team của Kỳ Việt khiến cậu ta khá cay cú. Bố này thua xong vẫn sừng cồ lên nói không phục nhưng chị Văn đã phủ đầu cho im mồm luôn, chính thức đưa Hướng Không lên làm đội trưởng. Kỳ Việt cay quá nên bỏ đi trước, giám đốc đi tới khuyên Kỳ Việt nên chấp nhận năng lực đội trưởng của Hướng Không. Vì thành tích của đội trong giải đấu sắp tới mà bớt cái tôi đi để tập thể được vững mạnh, bên này Khâu Anh cũng bắt đầu ngày đi làm đầu tiên ở quán net. Sau khi được anh quản lý trao đổi về quy trình công việc thì cô được Bùi Hy dẫn đi một vòng để tham quan và hướng dẫn cách làm việc. Tuy nhiên ngày đầu tiên đi làm, Khâu Anh đã gặp phải hai thằng khách hãm cố ý làm cô khó xử. Cũng may Bùi Hy trông thấy nên ra giải vây rồi đuổi hai thằng đó đi cho khuất mắt. Tại phòng của Hướng Không và Lư Thịnh, nhận ra tiềm năng chơi ở các vị trí chiến đấu của Lư Thịnh là rất cao nên Hướng Không muốn đưa ra lời khuyên. Nhưng Lưu Thịnh tỏ ra rừng rưng không thèm quan tâm đến những lời nói đó mà chùm chăn đi ngủ luôn. Sáng hôm sau khi đang ăn sáng, Kỳ Việt lại bắt đầu cành cựa đá xoáy Hướng Không. Chị Văn tới làm giảm không khí căng thẳng và bảo Hướng Không ra ngoài để nói chuyện. Chỉ sau vài ngày quan sát, Hướng Không đã nắm được tính cách của các thành viên team chủ chốt khiến chị Văn rất hài lòng. Hướng Không sẽ cố gắng đưa cả nhóm chạm tới chức vô địch giải mùa thu sắp được tổ chức. Chuyển cảnh tại quán net, tổ chức một buổi hướng dẫn cho các bình luận viên game chuyên nghiệp được hướng dẫn bởi thầy Lạc cực kỳ nổi tiếng. Bùi Hy khuyên Khâu Anh không cần ghi chép nhiều mà cứ hỏi thẳng thầy Lạc cho uy tín. Thế là sau khi kết thúc buổi dạy, Khâu Anh đã chào hỏi và xin được thầy Lạc chỉ dẫn. Nhưng thái độ rụt rè của cô khiến thầy Lạc không mấy ấn tượng nên đã rời đi luôn. Thầy Lạc tới gặp anh Summer để trao đổi. Tiện đây, Summer cũng xin cho Khâu Anh một cơ hội để thầy Lạc hướng dẫn cô làm bình luận viên. Thấy sự nhiệt tình của thằng bạn nên thầy Lạc cũng xui xui. Khi ra ngoài, Khâu Anh đã mạnh dạn ngỏ lời xin làm đệ tử. Thầy Lạc chưa đồng ý ngay mà sẽ thử thách xem cô có khả năng đến đâu rồi mới tính tiếp. Thế là ngay tối đó về nhà, Khâu Anh đã cùng Y luyện tập các câu hỏi cho cuộc thi tuyển chọn bình luận viên sắp tổ chức. Hướng Không khi biết Khâu Anh đã lọt vào vòng sơ tuyển thì rất vui mừng. Hôm sau, Khâu Anh và Hướng Không tình cờ gặp nhau trong quán trà sữa quen thuộc. Đang ăn đôi ba câu chuyện thì Khâu Anh phải đến trường quay để thi vòng tiếp theo nên Hướng Không đã đèo cô đi. Trước khi vào trong còn làm vài hành động tình tứ rồi chúc nhau may mắn nữa chứ. Yêu rồi chứ còn gì nữa. Chuyển cảnh tại phòng tập của Legends, Giật Hiên đã cho Bùi Hy biết sự thật trong trận đấu tranh chức đội trưởng lần trước là do Triệu Dương tác động Hoắc Nghiêu nên anh mới thắng dễ dàng như vậy chứ Hướng Không thật sự rất tài năng. Biết tin Triệu Dương đang cho người dọn hết đồ của Hướng Không, Giật Hiên vô cùng tức giận chạy xuống hơn thua yêu cầu để lại đồ của Hướng Không. Thế là Giật Hiên và trợ lý của Triệu Dương đã xảy ra xô xát nhưng các thành viên khác đã kịp ngăn cản lại. Hậu quả là Giật Hiên bị Triệu Dương cho ăn quyết định ngồi ghế dự bị một năm mà không cho thi đấu. Bùi Hy cũng tỏ ra rất bất bình về quyết định này. Y tìm đến quán karaoke để an ủi Giật Hiên. Cậu ta nhớ lại kỷ niệm khi còn đang làm chân shipper quèn và bị khách hàng chửi sấp mặt. Thật may gặp được Hướng Không và được cậu rủ về tham gia thi đấu chuyên nghiệp cho đội Legends tới tận bây giờ. Khâu Anh biết tin hai người bạn của mình đã say ngoắc cần câu thì vội chạy tới quán karaoke đó. Trùng hợp gặp Hướng Không cũng vừa tới đây. Sau khi gặp lại hai con vợ Y và Giật Hiên thì cũng vỡ lẽ ra rằng Hướng Không và chị Văn không có quan hệ gì mờ ám cả. Mà chị Văn còn là chị dâu của hai bọn họ khiến Khâu Anh vui như vớ được. Vậy là Khâu Anh biết bản thân vẫn còn có cơ hội với Hướng Không. Sáng hôm sau, Hướng Không đã dằn mặt Kỳ Việt để cậu ta bỏ thói bắt nạt người mới đi. Đồng thời cũng sắp xếp cho Đồng Ngô tập luyện tăng cường và động viên cậu ta hãy trở lên mạnh mẽ vì cậu không hề thua kém bất kỳ ai. Sau đó tới buổi họp chiến lược luyện tập của VNG, Hướng Không sắp xếp vị trí mới cho các thành viên nhưng trong đó có Kỳ Việt và Lư Thịnh đều không đồng ý với sự sắp xếp đó. Vậy nên chị Văn cho bọn họ một tháng để thử nghiệm xem ai có đủ năng lực để chơi tốt vị trí đường giữa rồi sẽ chốt đơn. Chuyển cảnh vì chuyện thi đấu của Giật Hiên nên Hướng Không đã tìm tới Bùi Hy để nhờ anh giúp đỡ đưa cậu ấy trở lại vị trí thi đấu chính thức. Hướng Không cho Bùi Hy thấy được tầm quan trọng của vị trí support mà Giật Hiên đảm nhiệm. Sau một hồi thuyết phục thì cũng thành công có được sự giúp đỡ của Bùi Hy.
Bên này Giật Hiên và Yi cũng đã tìm ra nguyên nhân máy tính của Khâu Anh bị hack là do người quen gây án. Giật Hiên cũng nhận được điện thoại Bùi Hy gọi về để luyện tập thi đấu. Giật Hiên vùng vằng trở về Legends với thái độ rất lồi lõm, không hiểu sao mình lại được trở lại thi đấu. Huấn luyện viên phải nhắc nhở để cậu ta nghiêm túc luyện tập. Nhưng trong quá trình tập luyện, Giật Hiên tỏ ra khá hời hợt và bỏ bê vị trí khiến cả đội thua trận. Bùi Hy không thể chịu thêm được nữa nên chửi thẳng mặt Giật Hiên. Chê cậu là thằng support đờ bờ giờ mà Hướng Không cố xin lại đây sao? Trong lúc đó Hướng Không đang chơi bóng rổ với Lưu Thịnh để khích lệ tinh thần cậu ta. Vì biết Lưu Thịnh là một người không có chí cầu tiến và luôn chấp nhận sự an bài nên Hướng Không muốn thay đổi suy nghĩ của cậu ta. Giám đốc thấy Hướng Không đang chiếm dụng thời gian tập luyện thì rất không hài lòng. Nhưng chị Văn thấy điều này là cần thiết để thay đổi tinh thần chiến đấu của Lưu Thịnh vì cậu ta đang chơi quá an toàn trong mọi trận đấu. Sau đó Giật Hiên tìm tới Hướng Không để cảm ơn vì biết anh đã giúp mình quay trở lại vị trí thi đấu ở Legends. Chuyển cảnh tại nhà ăn của VNG, chị Văn hỏi thăm các thành viên. Thấy tay của Lưu Thịnh bị thương do chơi bóng rổ nên nhắc nhở Hướng Không cần lưu ý khi luyện tập. Được Đà Kỳ Việt và Thẩm Nguyên liên tục đá xoáy Hướng Không, nhưng anh không quan tâm mà rời đi trước. Ở sân bóng, Hướng Không đã cảm ơn Lưu Thịnh vì đã giúp anh giải vây. Sau đó cả hai cùng nhau bung sức chơi bóng hết mình mà không ngại chấn thương. Chuyển cảnh tới buổi review của thầy Lạc. Khâu Anh đã tự ý cướp sóng và phát video bình luận trận đấu mà cô đã tự làm lên màn hình. Ai cũng ngán ngẩm với điều này vì trình độ như vậy ở đây ai cũng làm được. Nhưng thầy Lạc đã lấy chính video đó để nhận xét và rút kinh nghiệm. Sau khi kết thúc buổi review, anh Summer cho Khâu Anh thấy vừa rồi cô đã tự cho mình một cơ hội để chứng minh với thầy Lạc và video lần sau ắt sẽ có thành công. Tối đó Khâu Anh trở về thì thấy Nghiên Yên đang ngồi trong nhà sụt sùi nước mắt. Cô bạn đó đã khai toàn bộ sự thật về vụ đăng tin giả mạo lần trước trên máy tính của Khâu Anh và mong được cô tha thứ. Chính Kiều Hinh là người dụ dỗ khiến Nghiên Yên thực hiện hành vi đó. Triệu Dương cũng nắm video Nghiên Yên thay đồ nên cô không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo bọn họ. Khâu Anh không hề trách cứ cô bạn vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngay sáng hôm sau, Khâu Anh đã tới công ty để chất vấn Kiều Hinh vì những hành động bỉ ổi của cô ta. Nhưng cô ả vẫn gào mồm lên nói Khâu Anh đổ oan trước mặt giám đốc Lưu. Nhưng lần này Khâu Anh đã mạnh mẽ bóc trần hành vi xấu xa của Khâu Anh trước mặt giám đốc. Anh Lưu ngỏ ý muốn mời Khâu Anh quay trở lại công ty để đại diện đi tham gia cuộc thi nhưng cô đã lạnh lùng từ chối và bỏ đi. Chuyển cảnh tới buổi họp của Triệu Dương và các thành viên đội Legends. Anh ra buông lời xỉ vả tới mọi người, nhất là với Lưu Phong. Đang căng thẳng thì Dập Hiên sừng cố đi vào chửi Triệu Dương là tên khốn đã đăng video hãm hại Hướng Không. Hoắc Nghiêu cũng ra mặt tố cáo chuyện Triệu Dương đã dùng hợp đồng để chèn ép mình thua cuộc trong giải đấu beta lần trước. Bùi Hy cũng đứng ra bảo vệ các thành viên của đội. Cùng lúc đó, Chủ tịch Kim đi tới ra quyết định đuổi việc Triệu Dương. Hắn ta vẫn giả mồm giải thích rằng bản thân bị đổ oan và lấy hợp đồng tài trợ ra để bao biện, nhưng Chủ tịch Kim không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Triệu Dương đành phải cúp đuôi mà rời đi. Tối đó, các thành viên đội Legends đã tìm tới Hướng Không để nói lời xin lỗi cũng như mời anh quay trở lại với đội. Nhưng Hướng Không đã từ chối vì khi anh ở thời điểm khó khăn nhất, VNG đã không từ chối anh. Nên đây là điều mà Hướng Không có thể báo đáp cho VNG. Anh cũng đưa ra những lời động viên cho các anh em Legends phải tin tưởng lẫn nhau và hẹn gặp lại trên sàn đấu. Sau khi bị đuổi khỏi Legend thì mọi người trong đội đều xua đuổi Triệu Dương làm anh ta cay cú nhưng không làm gì được. Từ sự việc này, mối quan hệ của các thành viên trong đội cùng với Bùi Hy càng trở nên tốt đẹp hơn. Khâu Ánh và Hương Không sau khi uống tà tư ăn bánh cùng nhau xong về nhà còn vui không ngủ được. Khâu Anh lại hẹn anh ngày mai đi hẹn hò tiếp. Thế là hôm sau nguyên một ngày từ sáng đến tối hai người đi chơi công viên cùng nhau. Còn hứa hẹn sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp của bản thân. Trận đấu của VNG diễn ra vô cùng căng thẳng dưới sự chỉ đạo của Hương Không. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Đang ngồi chờ đợi thì Bùi Hy nói với Khâu Ánh rằng đội của Hương Không sẽ thua nhưng cô không tin. Sau đó là bốn màn thua liên tiếp của VNG, huấn luyện viên cùng với quản lý Khôi ở dưới chán chẳng muốn nhìn. Về đến văn phòng thì Kỳ Việt lao vào túm cổ đổ vạ cho đội hình của Hương Không có vấn đề. Hương Không lại bảo chính vì Kỳ Việt nên làm cho mọi người đều không được chọn vị trí thích hợp. Công thêm cách đánh sai sót nên mới làm cho cả đội thua, nghe thế chắc đúng rồi nên quê. Kỳ Việt không nói gì được nữa, Hương Không nói trận sau sẽ dùng đội hình mới song Nguyệt. Nhưng mọi người đều bảo nó đã bị giải tán từ lâu. Hương Không vẫn vô cùng tự tin và chắc chắn với chiến thuật lần này của mình. Sau khi đấu ở vòng bảng thì VNG do thua quá nhiều nên đứng thứ nhất từ dưới lên. Đội dẫn đầu chính là Legend với vị trí đầu bảng. Lần này hai đội được sắp xếp thi đấu cùng với nhau. Mọi người nhìn vị trí cuối bảng của VNG có vẻ không hy vọng nhiều vào đội này lắm. Trận đấu diễn ra trước sự theo dõi của toàn thể khán giả. Chiến thuật của Hương Không dường như đều bị Kỳ Việt không quan tâm mà tự ý hành động. So với vẻ mặt tự tin bên đội Legend thì VNG có vẻ rất căng thẳng trong trận đấu này. Rồi kết quả mà mọi người có thể đoán trước được cũng xảy ra là đội VNG đã thua. Vào trong phòng, Kỳ Việt quay ra chửi Hương Không vì cậu không có năng lực chỉ đạo. Huấn luyện viên đi vào trách Kỳ Việt tự ý đánh nhau không nghe theo lời đội trưởng lại còn chọn solo với Bùi Hy thì không phải là tự đào hố chôn mình hay sao?
Nghe thế rồi thì còn nói được gì nữa nên Kỳ Việt quay người bỏ đi. Trận đấu thứ hai cũng nhanh chóng được diễn ra. So với vẻ mặt tự tin tình nguyện ở trận đầu tiên thì Legend ở trận này đã bị VNG của Hương không dùng tổ hợp song nguyệt để áp đảo. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của Hương không. Cuối cùng cả đội cũng giành được chiến thắng. Đối thủ lại còn là đội đang đứng ở vị trí đầu bảng. Huấn luyện viên cùng với quản lý vô cùng vui mừng. Trận cuối cùng quyết định thắng thua. Thấy Legend muốn dùng đội hình để khắc chế mình thì Hương không quyết định không dùng tổ hợp song nguyệt nữa. Legend thấy chủ đạo bên phía VNG ván trước đánh quá nhát nên quyết định bắt anh ta. Nhưng Hương không đã thay đổi chiến thuật thành công quét sạch đội hình của địch và giành chiến thắng. Khâu Ánh nhắn tin chúc mừng còn hẹn Hương không đi uống trà sữa dâu tây. Đang trên đường tới thì đột nhiên Hương không nhận được điện thoại, tưởng ai thì ra là cô người yêu cũ nổi tiếng trở về tìm anh rồi bảo muốn gặp Hương không. Vừa tới nơi thì hai người chạm mặt nhau nhưng cô bị một đám fan bao vây nên Hương không đã bỏ đi, Khâu Ánh thì vẫn ngồi vui vẻ đợi Crash. Đợi mãi chẳng thấy Hương không đến, Khâu Anh gọi điện cho anh thì bảo là có việc bận nên không đến được. Lần sau sẽ mời cô đi ăn còn bảo sẽ đến đón cô về nhà nhưng Khâu Anh từ chối. Nói dối mình đã về đến nhà rồi, Di Nhã đang bị quản lý trách mắng vì nhất quyết đòi ở bên cạnh Hương không dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì. Anh ta vô cùng tức giận nói rằng bản thân của mình đã phải đánh đổi rất nhiều để cô có được như ngày hôm nay. Còn nhiệm vụ của cô là phải chiều lòng fan của mình. Đang đứng ở quán net xem trận đấu của Hương không, Bùi Hy chợt đến cạnh Khâu Anh nhìn Hương không mà cười. Khâu Anh cũng bất ngờ trước cảnh tượng hiếm có này, chuyển cảnh ở công ty Cực Quang. Kiều Hinh đã được nhận vào đây để làm, vừa tới thì gặp Lạc Thiên nên cô ta nói bóng gió về bài đăng kêu gọi ủng hộ của Khâu Anh. Lúc này thì Khâu Anh cũng đến tìm Lạc Thiên nói có quà muốn tặng anh, đưa video của mình cho anh chỉnh sửa nhưng bị từ chối. Anh muốn cô bình luận trực tiếp để anh nghe và đánh giá. Được vài câu thì bắt đầu Lạc Thiên mất kiên nhẫn nổi nóng với Khâu Anh nói rằng nếu cô thực sự yêu thích bộ môn này thì không ai dùng bài đăng để kêu gọi ủng hộ của mọi người. Khâu Anh bất ngờ khi nghe nói về bài đăng nói mình sẽ điều tra rõ ràng. Sau đó cô đến tìm cậu em trai nói rằng không cần sự thương hại và đồng cảm của cậu nên đừng làm gì dính tới cuộc sống của cô nữa. Di Nhã vẫn nhất quyết muốn ở cạnh Hương không. Chủ động liên lạc giải thích tin đồn mình hẹn hò trên mạng. Hương không chỉ nói giờ cô là người của công chúng nên làm gì cũng phải để ý và suy nghĩ kỹ. Trận thi đấu Superstar của các bình luận viên được diễn ra trong đó có Khâu Anh và Kiều Hinh. Cô ta liên tục giành được quyền trả lời không cần suy nghĩ. Giật Hiên và Y Y còn cho rằng cô ta đã biết trước đáp án. Thấy tình hình không ổn, đến câu hỏi cuối Khâu Anh đã giành quyền trả lời mà chưa cần nghe gợi ý. Mọi người đều nghĩ cô trượt tay còn cười nhạo cô. Nhưng khi nghe câu trả lời thì Lạc Thiên cũng phải gật gù. Khâu Anh trả lời chính xác thành công nâng điểm của mình ngang với Kiều Hinh, cùng cô ta vào chung kết. Thấy Khâu Anh ngồi trong phòng trang điểm tập luyện, Di Nhã nhớ lại hình ảnh của mình trước kia khi mới bắt đầu vào nghề. Tính rời đi thì thấy Hương không ngồi nói chuyện với Khâu Ánh làm cô vô cùng khó chịu. Quản lý cũng kéo cô ra nói Hương không đã tìm mình bảo cô quên anh đi và làm một con người mới. Trận chung kết được diễn ra. Kiều Hinh là người sẽ lên bình luận về trận đấu trước. Phần bình luận của cô được hai ông sếp đánh giá vô cùng cao. Lạc Thiên cũng như Di Nhã cũng dành lời khen cho phần bình luận của Kiều Hinh. Khán giả thì hò hét chỉ nghe thấy tên Kiều Hinh được vang lên. Khi Khâu Ánh bước lên, nhờ có sự ủng hộ của crowd phía dưới nên đã lấy lại được sự bình tĩnh bắt đầu phần bình luận của mình. Phần bình luận của cô có vẻ không hoàn hảo như của Kiều Hinh nhưng đã chạm tới cảm xúc của người nghe. Mọi người đều im lặng chăm chú theo dõi. Sau khi bình luận thì điểm số của Kiều Hinh vẫn tạm dẫn trước Khâu Ánh. Đến lượt ban giám khảo bỏ phiếu. Hai ông sếp ngay từ đầu đã dành phiếu cho Kiều Hinh. Ông anh họ của Bùi Hy đã cho Khâu Ánh một phiếu. Lạc Thiên cầm mic nói rằng thật sự đã nhìn thấy sự nhiệt huyết và đam mê của Khâu Ánh trong phần bình luận nên cũng dành một phiếu cho cô. Người cuối cùng quyết định chiến thắng chính là Di Nhã. Sau vài giây đấu tranh tâm lý thì cô nói rằng qua bài bình luận của Khâu Ánh mà bản thân cũng đã hiểu hơn về nghề nghiệp, sự vất vả của các tuyển thủ chuyên nghiệp nên quyết dành phiếu bầu cho Khâu Ánh. Cô chính thức trở thành quán quân và sẽ được làm việc chung cùng Lạc Thiên trong trận đấu sắp tới. Sau đó Khâu Ánh còn gặp Di Nhã để nói chuyện và còn được cô ấy mời đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Cả nhóm đang ăn mừng thì Khâu Ánh nhận được điện thoại báo em trai bị tai nạn nên vội vã cùng Hương không đến đó. Em trai bị thiếu máu nên cô tình nguyện truyền máu cho. Cũng từ chuyện này cô cảm thấy vô cùng áy náy. Tình cảm giữa cô với em cha và bố cũng trở nên dịu hơn. Vì ở bệnh viện cả đêm nên sáng hôm sau cô đã đến văn phòng muộn khiến Lạc Thiên rất tức giận. Vì thế mà Kiều Hinh đã thay cô quay chương trình với Lạc Thiên. Khâu Ánh bị đẩy xuống làm chân nhắc bài cho bình luận viên. Hôm sau đột nhiên Lạc Thiên tìm cô đưa cho tài liệu ghi chép của mình. Cô vô cùng bất ngờ không hiểu tại sao thái độ của anh lại thay đổi. Thì ra hôm trước Hương không đã đến tìm Lạc Thiên thay cô giải thích lý do đến muộn là bởi em trai bị tai nạn. Bài đăng kêu gọi cũng không phải Khâu Ánh làm. Đang đi thì nghe thấy tiếng Kiều Hinh ỏng ẹo với Kỳ Việt. Hóng hớt được một lúc thấy xén quá nên Khâu Ánh bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ Bùi Hy bị cắm sừng nên quyết định nói chuyện này với anh nhưng Bùi Hy lại bảo mình chưa có bạn gái rồi hỏi Khâu Ánh có phải bên cạnh Hương không rồi không. Cô nói không phải thì Bùi Hy bảo sau này đừng tìm cậu ta nữa mà có chuyện gì thì đến tìm mình.
Giật Hiên dẫn Hương không đi theo đúng lúc nghe được nên Hương không bảo không đi luyện tập đi ở đấy mà tán gái. Ở bệnh viện em trai của Khâu Ánh được bác sĩ bảo tổn thương chân khá nghiêm trọng. Sau khi hồi phục có thể sẽ không chơi bóng rổ được nữa nên cậu rất buồn. Khâu Ánh đến thăm nhưng cũng không hề trách chị mình, sợ chị bận rộn còn phải lo lắng cho mình nên cậu cũng không nói gì. Hương không đang lên kế hoạch luyện tập cho cả đội thì không thấy Kỳ Việt đâu. Anh bạn bên cạnh bảo cậu ta đi với mẹ ở Đài Bắc mới đến nên xin nghỉ. Thế mà đi xuống dưới sảnh Hương không lại thấy mẹ của Kỳ Việt chính là Kiều Hinh lại còn hôn hôn hít hít với nhau. Vào họp với quản lý và huấn luyện viên thì Kỳ Việt tỏ ra vô cùng đắc ý. Không cần quan tâm đối thủ, ngồi nghe anh ta bốc phét Hương không chẳng thèm nói gì. Khâu Ánh đang ngồi bàn bạc công việc với mọi người còn chia sẻ kinh nghiệm, những ghi chép của mình về những trận đấu khiến mọi người rất ngưỡng mộ sự cố gắng của cô. Nhìn Khâu Ánh chăm chỉ lại còn được đồng nghiệp hết lời khen ngợi thì Lạc Thiên tự nhiên đứng cười một mình rồi rời đi. Sau khi trận đấu của đội Hương không kết thúc giành được chiến thắng và được nghỉ thì cậu lại yêu cầu Kỳ Việt đến phòng luyện tập. Khi biết việc chỉ có hai người phải luyện tập thì Kỳ Việt muốn bỏ về nhưng bị Hương không cản lại nói ra những sai sót trong trận đấu vừa rồi. Còn bảo anh là có đi gặp mẹ hay đi hẹn hò thì tự biết, đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nên hy vọng Kỳ Việt có thể suy nghĩ kỹ về hành động của mình. Khâu Ánh đến bệnh viện thấy em trai được xuất viện nên muốn hỏi thăm thì cậu em bảo mẹ và chị quan hệ không tốt nên sau này hai chị em cũng nên ít qua lại để tránh bản thân bị kẹp ở giữa. Nghe những lời đó từ em trai thì Khâu Ánh rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Giật Hiên đến công ty tìm Yi muốn rủ cô đi hát karaoke thì bị anh đồng nghiệp của cô nhận ra rồi kéo vào trong giới thiệu với mọi người. Giật Hiên lại còn bảo mọi người đi hát chung. Thấy Yi phũ quá không đi thì Giật Hiên định chuồn về nhưng vẫn bị cả đoàn kéo đi. Di Nhã vì muốn được ở gần Hương không nên đã bàn bạc với công ty quản lý cho hợp tác truyền thông với VNG. Hương không nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa khó xử. Xong việc Di Nhã muốn ôn lại kỷ niệm xưa với Hương không. Còn cầm cây đàn muốn anh đàn cho mình nghe như lúc trước, vừa cầm cây đàn lên thì đột nhiên trong đầu anh xuất hiện toàn hình ảnh của Khâu Ánh. Những lời nói hai người đã hứa hẹn cùng nhau thế là anh bỏ đàn xuống rời đi trước để lại Di Nhã bơ vơ thất vọng. Kiều Hinh ở công ty đúng là không lúc nào chịu ngồi yên. Lại đi ve chai rồi bảo anh ta rằng Khâu Ánh đăng bài phân tích trận đấu lên làm cho mọi người chửi anh ta là không bằng Khâu Ánh, không có chỉnh so với cô ấy. Nghe tức qua thì anh ta đã đến tìm giám đốc nên là Khâu Ánh đã bị mắng cho một trận. Anh ta cho rằng cô cố tình đăng bài để dìm hàng đồng nghiệp, đúng lúc Lạc Thiên đi vào bênh vực cho Khâu Ánh. Không lẽ Kiều Hinh đăng là Khâu Ánh không được đăng nữa sao? Bài viết thì nhạt toẹt, muốn lên thì phải cần có thực. Khâu Ánh hẹn gặp Hương không muốn cho anh một bất ngờ. Tưởng là gì thì cô dẫn Hương không tới buổi họp báo ra mắt ấn phẩm mới của Di Nhã lại còn đẩy anh vào phòng trang điểm cứ nghĩ anh là fan cứng nên rất muốn gặp cô. Vừa thấy Hương không Di Nhã hớn hở chạy tới anh em làm Khâu Ánh vô cùng bất ngờ. Sau đó Di Nhã còn bảo Hương không có phải nhìn thấy hình bóng của cô khi trước nên mới thích Khâu Ánh không. Nghe thế thì Khâu Ánh vô cùng sốc nên đã nói không liên quan đến chuyện tình cảm của hai người rồi bỏ đi trước. Hương không vội vã chạy theo sau nhưng cô không muốn nghe giải thích. Nghĩ anh trước giờ coi mình là người thay thế. Khâu Ánh đội mưa về văn phòng thì Lạc Thiên nhìn thấy nên đã chở cô về nhà còn đưa thuốc rồi dặn dò cẩn thận. Hương không nhắn tin hẹn cô ở nhà hàng quen thuộc hai người vẫn đến nhưng đợi đến tận khi quán đóng cửa vẫn không thấy cô đến. Trở về nhà nhìn thấy Khâu Ánh nhếch nhác lại còn buồn đơ cả người thì Yi lại gọi điện tra hỏi Giật Hiên xem có phải anh Hương không yêu quý của anh lại làm gì Khâu Ánh hay không. Ngay ngày hôm sau Di Nhã đã hẹn Khâu Ánh đến để kể cho cô nghe về khoảng thời gian mình ở bên cạnh Hương không. Ngồi nghe không nổi nữa nên Khâu Ánh xin phép đi về trước. Gặp mặt Hương không ở văn phòng thì Khâu Ánh cũng chẳng nói lời nào mà lướt qua. Vì có trận đấu quan trọng nên Hương không đang họp cả đội để luyện tập nhưng Kỳ Việt lại chỉ chăm chăm vào điện thoại vì Kiều Hinh không trả lời tin nhắn. Lúc này cô ta đang ngồi ừ với A San nói rằng Khâu Anh chẳng mấy chốc đã leo lên được vị trí đó. Chắc chắn là đi cửa sau, thấy người yêu ngồi uống cà phê với trai nên Kỳ Việt đã đến tìm để nói chuyện rõ ràng với cô thì cô nói rằng anh không làm được gì cho cô. Nếu muốn đứng vững ở cực quang thì nhất định cô phải có chỗ dựa. Hai người cãi qua cãi lại một hồi thì Kiều Hinh nói chia tay làm Kỳ Việt như phát điên. Đúng là chap girl, Kỳ Việt uống say nát bét về đụng mặt ngay huấn luyện viên cùng quản lý. Chị Văn rất tức giận nói rằng tốt nhất ngày mai thi đấu không xảy ra chuyện gì, lần đầu được bước đến hội trường bình luận. Khâu Ánh vừa vui vừa hồi hộp, Lạc Thiên đến rồi bảo cô rằng trước kia lần đầu anh làm cũng có cảm giác như thế rồi bảo cô chỉ cần hít sâu rồi giữ bình tĩnh. Kiều Hinh đứng ngoài thập thò nhìn hai người đang bàn công việc, Lạc Thiên được đạo diễn gọi ra có việc còn Hương không sau đó tìm Khâu Ánh. Hai người đi ra nói chuyện được vài câu khi trở lại Khâu Ánh không thấy sổ ghi chép phân tích của mình đâu. Những gì cô chuẩn bị cho chương trình hôm nay đều ở trong quyển sổ đó. Đột nhiên Lạc Thiên trở lại thì thấy Kiều Hinh đang xé giấy vứt vào thùng rác. Đây có lẽ chính là quyển sổ của Khâu Ánh. Lạc Thiên không quan tâm nhiều vào thấy Khâu Ánh hốt hoảng nhưng cô lại bảo không có gì cả. Trận đấu của VNG diễn ra có cả sự tham gia của Di Nhã. Là một ngôi sao nổi tiếng cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người còn công khai ủng hộ cho Hương không của đội VNG. Trận đấu này cũng sự tham gia bình luận của Khâu Ánh. Khi nghe Di Nhã nói vậy thì tâm trạng cô hơi bất ổn nhưng cũng được Lạc Thiên nhắc nhở.
trận đấu nhanh chóng được kết thúc. Do sơ suất nên VNG đã bị thua trận đầu tiên. Lạc Thiên cũng biết rằng Khâu Ánh bị mất sổ nên tâm trạng không ổn đã nói sai số liệu. Sau khi thua, huấn luyện viên cũng vào nhắc nhở Kỳ Việt, trận đấu thứ hai cũng được tiếp tục. Lần này đã thay đổi chiến thuật, những thế trận của VNG vẫn bị đối phương kiểm soát. Kỳ Việt luôn tự làm theo ý mình còn gây ra nhiều sai sót, kết quả như đã biết trước. Đội VNG lại thua thêm một trận làm cho tinh thần cả đội đi xuống. Sau trận đấu thì MC gọi Hương Không lại để phỏng vấn, còn hỏi có điều gì muốn nói với Di Nhã ở dưới khán đài hay không. Cô cũng đứng dậy nói sẽ cùng với Hương Không thực hiện ước mơ và luôn ở bên cạnh anh. Nghe những lời này thì ai mà nghĩ chỉ là ủng hộ. Nghe những lời như thế thì Khâu Ánh ngồi trên bục bình luận mà không kìm được nước mắt. Lạc Thiên chỉ biết nói cô về nghỉ ngơi cho tốt. Hương Không thì cũng trả lời qua loa rồi đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của Di Nhã. Kỳ Việt vào trong đổ vạ hết trách nhiệm cho Hương Không. Bảo anh yêu đương tay ba không có tinh thần chiến đấu, thế là bị chị Văn vào chửi cho một trận, còn có ý muốn đẩy cậu ta xuống ngồi ghế dự bị. Vừa đến ngoài thì Hương Không đã bị phóng viên hỏi về mối quan hệ với Di Nhã. Khâu Ánh vừa ra cũng bị bọn họ bao vây, nhưng là chửi bới bảo cô phá hoại tình cảm nên tránh xa Hương Không ra. Cô bật khóc nhưng Lạc Thiên thấy thế đã dẫn cô bỏ đi. Di Nhã trở về công ty thì mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như fan hâm mộ. Cô cũng nói với quản lý rằng bản thân chấp nhận đánh đổi để được ở bên Hương Không một lần nữa. Hương Không sau đó đến gõ cửa tận phòng để nói chuyện với Khâu Ánh nhưng không thấy phản hồi gì. Anh nhắn tin cho cô nói hãy cho anh thời gian để xử lý tất cả mọi chuyện. Khâu Ánh đứng bên cạnh buồn bã rơi nước mắt, bị Bùi Hy nhìn thấy, hai người đi lên sân thượng. Bùi Hy bảo cô nếu cần thiết thì anh có thể làm bạn trai của cô, còn nói mình không hề thích cô, chỉ tại nếu như cô có bạn trai thì mọi người sẽ không chửi cô nữa. Cô cũng nên tránh xa Hương Không để anh ta tập trung vào thi đấu và luyện tập. Anh nói với cô rằng Hương Không là một người anh rất tán thưởng, mong rằng sau này trên đường thi đấu sẽ lại được gặp cậu ta một lần nữa. Thấy Bùi Hy quan tâm đến Hương Không như vậy, Khâu Ánh cũng bảo yên tâm rằng mình sẽ không làm phiền anh ấy. Y Y bức xúc vì Khâu Ánh bị đổ oan nên tới tìm Giật Hiên chút bầu tâm sự. Nói được vài câu thì Y Y cáu lây sang Giật Hiên rồi bỏ về. Đến công ty thì như thường lệ, nữ hoàng cà khịa. Bà trùm sân si Kiều Hinh lại tiếp tục nói đều Khâu Ánh nhưng cô chẳng nói lại lời nào. Lạc Thiên đang nói chuyện với Khâu Ánh thì cậu nhân viên lao vào bảo cô lao công, thấy sổ ghi chép của cô trong thùng rác, mở ra thì bị xé tan tành. Thấy thế thì Lạc Thiên nhớ ngay ra nhỏ Kiều Hinh nên đã đến tận chỗ cô ta đuổi về không cần ghi hình hôm nay nữa, vừa lòng admin lắm. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Kiều Hinh lại bày cách đến ỏng ẹo làm lành với Kỳ Việt, bày mưu cho anh hãm hại Hương Không. Nghe tin Hương Không bị ngất ở văn phòng từ Kiều Hinh nên Khâu Ánh chạy một mạch tới nơi tìm anh. Thấy anh không sao định rời đi thì Hương Không giữ cô lại để giải thích nhưng cô vẫn không chấp nhận mà bỏ đi. Trong lúc cả đội họp bàn chiến thuật thì đột nhiên quản lý cùng với Kỳ Việt đi vào. Hương Không có vẻ không hài lòng nhưng quản lý bảo cứ bắt đầu đi. Trong lúc ấy Kỳ Việt đã mở sẵn máy ghi âm để thu lại chiến thuật mà Hương Không nói. Anh bạn bên cạnh cũng nhìn thấy nhưng không nói gì. Đến ngày thi đấu thì Hương Không đi lên gặp ngay đội địch lại còn bị cà khịa rồi sỉ nhục Khâu Ánh. Hương Không lao đến đấm cơ mà Bùi Hy chạy tới thế ăn nguyên quả vào mồm. Anh nói cậu hãy chuẩn bị tốt cho trận đấu vì chung kết chỉ muốn đấu với VNG. Vào trong phòng đợi thì quản lý đến cho mọi người nghe đoạn ghi âm đã bị lộ ra ngoài. Định ra phương án 2 nhưng quản lý lại bảo không cần, sẽ cho Kỳ Việt vào thay vị trí của Hương Không. Còn Hương Không thì vào ghế dự bị, anh ta đổ thừa cho Hương Không để Khâu Ánh vào văn phòng làm lộ thông tin. Khâu Ánh cũng không được tham gia bình luận mà phải phối hợp điều tra cùng ban tổ chức. Kiều Hinh thành công thế chỗ của Khâu Ánh làm việc với Lạc Thiên trong trận thi đấu lần này. Nhìn thấy Hương Không bị thay thế, Bùi Hy phán ngay một câu là VNG tiêu rồi và tiên tri vũ trụ Bùi Hy đã đúng. VNG bị áp đảo toàn tập, không hề có cơ hội lật ngược tình thế. Nghe tin Hương Không gặp chuyện thì Di Nhã nhất quyết đến chỗ Hương Không để bên cạnh anh. Hương Không cũng đang bị bao vây bởi phóng viên. Nhờ cô bạn Y Y hỏi đúng trọng tâm nên Hương Không đã có cơ hội giải thích về mối quan hệ với Di Nhã chỉ là bạn bè. Còn anh thật sự muốn làm bạn trai của Khâu Ánh. Khâu Ánh xem TV thấy vô cùng xúc động nên đã chạy xuống tìm Hương Không nhưng bị fan của Di Nhã chặn lại bảo là tiểu tam còn hát nước. Cô rất bức nhưng không nói lại bọn điên này. Y Y đến gào mồm lên chửi bọn này bị điên à rồi kéo Khâu Ánh đi. Khâu Ánh vội chạy đến quán tà tưa màu hồng, hai người vẫn ngồi thì thấy Hương Không đang đắn đo không gọi cho cô. Hai người trao nhau những lời ngọt ngào, làm hòa rồi hôn nhau. Hương Không cũng quyết định rời khỏi VNG trước sự hống hách của Kỳ Việt. Chị Văn sau đó cũng muốn từ chức, trả lại VNG cho anh quản lý. Còn từ chối tình cảm của anh ta làm anh cay phát khóc. Bao nhiêu tâm huyết chị Văn dồn vào nay lại bỏ cũng làm chị đau lòng không kìm nổi nước mắt. Sau vụ việc bị lộ chiến thuật thì công ty của Khâu Ánh cũng có ảnh hưởng nên ông sếp muốn đuổi việc Khâu Ánh. Lạc Thiên nhất định không đồng ý, nói rằng nếu chưa điều tra rõ ràng mà đòi đuổi thì đuổi cả anh ấy cũng được. Hương Không tìm đến Bùi Hy nói chuyện. Bùi Hy nói rằng sau này Hương Không đi đâu thì anh sẽ đi đấy vì anh chỉ muốn làm đồng đội với Hương Không. Anh ấy đến Legend là vì Hương Không nhưng cậu lại đi mất. Nếu không có đội nào nhận cậu thì cậu có thể tự lập đội của mình để giành ngôi vị quán quân thế giới. Trên đường về nghĩ tới kỳ vọng của Cố Phong cũng như chị Văn,
rồi lại nghĩ tới lời mà Bùi Hy nói thì dường như Hương Không cũng đã suy nghĩ được con đường mình sẽ đi tiếp theo. Bùi Hy về nói với anh mình rằng muốn hủy hợp đồng với Legend để theo Hương Không. Anh hỏi cậu có tiền đền bù vi phạm hợp đồng không thì Bùi Hy bảo mình không có nhưng anh có thế là bị đuổi ra ngoài. Khâu Ánh trở về công ty lần cuối. Cô cũng quyết định rời khỏi Cực Quang vì không muốn gây thêm phiền phức cho Lạc Thiên. Sau đó Hương Không cùng với Khâu Ánh cùng nhau lên kế hoạch để tự lập đội. Bùi Hy ở quán net thì hóng hớt mãi không thấy Hương Không đến tìm mình để lập đôi. Ông anh đến bảo rằng chưa ai từng nghe cậu ta muốn lập đội nên Bùi Hy đừng hy vọng gì. Bùi Hy chỉ bảo là anh chuẩn bị tiền đền hợp đồng đi. Khâu Ánh và Hương Không đến tìm người anh mà mình vô cùng tôn trọng làm chủ quán cà phê. Muốn anh cùng gia nhập vì trước kia anh từng ở trong một đội nổi tiếng. Nhưng anh Tô nói rằng bản thân không muốn quay lại. Đừng lãng phí thời gian lên anh cũng đừng đặt cược tưởng lai của đội khi chưa có gì chắc chắn. Thấy vậy hai người muốn đi đến tìm anh trai Summer của Bùi Hy để hỏi rõ năm đó tại sao anh Tô lại rời khỏi đội, đến nơi trùng hợp gặp Bùi Hy. Cậu nhanh nhẹn cầm áo đồng phục nói muốn gia nhập đội của Hương Không nhưng bị từ chối vì cách đánh của. Bùi Hy không chịu phối hợp với đồng đội nên cho dù có dùng chiến thuật của Hương Không thì cũng vô ích, giữ chấp niệm với Hương Không. Bùi Hy nói rằng nhất định không bỏ cuộc, phải vào bằng được đội của Hương Không mới chịu. Gặp được Summer thì hai người đã biết được rằng năm đó là vì Lý Cảm muốn bên cạnh nên đã dùng tiền đầu tư cho đội ép anh Tô rời khỏi chị Văn nên chị ấy mới hiểu lầm đến bây giờ. Ba người cũng lên kế hoạch giữ chân không cho chị Văn đi Singapore nữa. Hương Không hôm sau đã đến gặp mặt chị Văn. Summer cũng gọi điện cho anh Tô báo rằng chị Văn sắp ra nước ngoài. Đến sân bay không tìm được cô nên anh Tô trở về quan thì thấy Văn Thư đã ở đó. Cô cũng biết được sự thật năm đó với anh rồi dẫn anh tới nơi trước kia cả đội cùng tụ hội. Lúc này các thành viên đột nhiên đều xuất hiện. Tất cả đều ủng hộ anh Tô tham gia chiến đấu một lần nữa. Đạt đến ước mơ giành quán quân thế giới mà năm xưa anh đã bỏ lỡ, anh Tô vô cùng xúc động. Lúc này Hương Không và Khâu Ánh mang áo ra thì anh đã đồng ý gia nhập đội Phoenix của Hương Không trước sự vui mừng của tất cả mọi người ở đó. Giật Hiên mua hoa quả đến chúc mừng thì mới phát hiện là Hương Không đã tự lập đội nhưng không báo cho mình. Hương Không cũng đã giải thích nhưng có vẻ Giật Hiên rất buồn. Cậu nói rằng ước mơ cả đời là được cùng Hương Không chiến đấu. Cậu sẽ tự giải quyết vấn đề tiền hợp đồng rồi bỏ đi. Hương Không cũng được các tiền bối tặng lại cho văn phòng trước kia. Ngày hôm sau cả đội đều tới để bắt tay dọn dẹp. Xong xuôi đang ngồi chọn xem ở phòng nào thì Bùi Hy đòi ở chung phòng với Hương Không còn bảo Khâu Ánh dọn giúp một cái giường. Thấy Hương Không bảo làm vậy thì Khâu Ánh sẽ ghen nên Bùi Hy bảo thế thôi thì anh tự dọn. Đang không biết tuyển ai làm thành viên thì anh Tô đề cử một người trên bảng xếp hạng leo top cực kỳ nhanh. Đánh thử một trận thì Hương Không thấy người này rất được nhưng không có cách nào để liên lạc được với anh ta. Khâu Ánh nhận được điện thoại của bố nói về tình hình của em trai bảo rằng cậu chỉ luôn ở trong phòng không chịu đi đâu. Ông nghĩ chỉ có lẽ chỉ có Khâu Ánh mới có thể nói chuyện được với cậu nên hẹn cô ngày mai đến nhà. Đến nơi nói chuyện thì cô đột nhiên biết rằng Hạ Lăng em trai mình cũng chơi game mình đang làm nên muốn dẫn cậu đến văn phòng để tham quan. Vì tự ti chân bị thương sẽ gây phiền phức nên cậu không đồng ý. Khâu Ánh cũng bảo với bố rằng lần sau sẽ lại tới thăm cậu. Vì muốn gia nhập đội của Hương Không mà Giật Hiên đã nhờ Y Y tìm người mua cúp của mình để lấy tiền đền hợp đồng. Sau khi Hương Không biết chuyện thì đã bán đi những chiếc mô tô mình thích lấy tiền trả hợp đồng cho Giật Hiên về đội của mình. Khâu Ánh trở về nhà chơi với em trai, đúng lúc gì trở về. Không muốn nhìn cảnh hai người khó chịu với nhau nên Hạ Lăng nói chị mình dẫn đến đội của Hương Không tham quan. Đến nơi thì nói chuyện rất chi là lấc cấc còn muốn khiêu chiến với Bùi Hy. Nhìn cách đánh của cậu mọi người đứng xung quanh nhận ra cậu chính là người bí ẩn trên bảng xếp hạng mà họ tìm kiếm bấy lâu nay nhưng Hạ Lăng nói rằng không muốn gia nhập đội của Hương Không rồi bỏ về. Bùi Hy thấy vậy đã nói với Hương Không để mình. Hôm sau cả trường đều biết Hạ Lăng chính là cao thủ trên bảng xếp hạng server. Cậu vô cùng tức giận chạy thẳng đến chỗ Hương Không chửi anh nhưng Bùi Hy nói do mình đăng. Hạ Lăng nghe thế thì ăn nói cả bố láo hơn. Không muốn mọi người lo chuyện của mình, mặc kệ chị gái khuyên nhủ cũng vùng vằng đi về. Bùi Hy đuổi theo khuyên nhủ cậu, nói rằng bản thân mình trước kia cũng từng không để ý đến ai. Thà ở một mình còn hơn, nhưng sau đó anh nhận ra khi mở lòng với mọi người sẽ có rất nhiều điều thú vị. Những người quan tâm chúng ta không hề muốn nhìn chúng ta tự giày vò bản thân. Sau một hồi nói chuyện thì dường như Hạ Lăng cũng được thông não. Về nhà còn cười với bố mẹ làm hai người rất vui mừng. Hôm sau Hạ Lăng cũng quyết định tới chỗ của Hương Không để gia nhập đội. Bùi Hy cũng được Hương Không chính thức chấp nhận vào team. Tất cả đều vô cùng vui vẻ hoạt động cùng nhau. Mối quan hệ giữa Bùi Hy và Giật Hiên cũng trở nên hòa đồng hơn. Đội Phoenix của Hương Không cuối cùng cũng bước lên đấu trường thi đấu trước sự mong chờ của tất cả mọi người. Với sự tụ hội của toàn các cao thủ thì trận đấu kết thúc vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng với phần thắng nghiêng về đội Phoenix. Đang vui vẻ ngồi mở quà thì bố và dì của Khâu Ánh tới chỗ của Hương Không. Bà dì vô cùng tức giận khi biết con trai mình đi theo con đường thể thao điện tử này. Còn nói Khâu Ánh dụ dỗ theo cái nghề chẳng ra gì, Hạ Lăng nhất định không về càng làm cho không khí trở nên căng thẳng. Bố bảo sẽ trở về trước rồi từ từ nói chuyện sau, về đến nhà ông cũng khuyên nhủ vợ mình.
còn đưa cho bà xem dáng vẻ tự tin của con trai khi bước lên sàn thi đấu cùng mọi người nên có vẻ bà cũng đã mủi lòng hơn. Hôm sau bố đến nói rằng đã thuyết phục được mẹ khiến hai chị em rất vui mừng, sau chuyện này Khâu Ánh cũng mở lòng với bố mình hơn. Nghe những lời quan tâm của bố làm cô bật khóc nức ở, những ngày sau đó cả đội vô cùng vui vẻ. Sát cánh cùng nhau luyện tập vui đùa, những trận thi đấu cũng không khó khăn gì, liên tục giành chiến thắng. Hương Không trong thời gian rảnh cũng đã nghiên cứu chiến thuật mới có liên quan tới vị trí của Hạ Lăng và Bùi Hy khi vào trận đấu tiếp theo đấu với New Land. Một đội cũng khá mạnh thì chiến thuật này được áp dụng. Hạ Lăng và Bùi Hy đổi vị trí cho nhau khiến cho mọi người vô cùng lo lắng và kết quả không ngoài dự đoán thì đội Phoenix đã thua trong trận này. Chỉ cần thua một lần nữa là sẽ không được tham gia thi đấu tranh cúp thế giới. Sau trận đấu Hạ Lăng bị dân mạng mắng rất nhiều khiến cho tâm trạng vô cùng khó chịu. Khâu Ánh cũng đến nói chuyện với Hương Không vì sợ cứ tiếp tục thì mọi người sẽ mất vé tham dự giải đấu thế giới. Hương Không cùng mọi người cũng nói phải tin tưởng thì mới có thể cùng nhau đi xa hơn được. Sau đó đội của Hương Không đã được Cố Phong Văn Thư, Summer Lạc Thiên đều là những tuyển thủ huyền thoại đến giúp đỡ luyện tập chiến thuật mới, còn mời thêm được cả siêu sao trong giới Hiểu Phong đến hỗ trợ. Những ngày sau đó họ cùng nhau luyện tập rất chăm chỉ, còn ngủ quên trên bàn trên sofa, chính vì sự nỗ lực không ngừng mà đội của Hương Không liên tục giành chiến thắng các trận đấu. Tiến vào chung kết đấu với VNG, ở phía của VNG cũng đang luyện tập, Kỳ Việt vẫn tính ngạo mạn ấy còn chửi mới ném nước vào đồng đội. Lưu Thịnh nhìn khó chịu muốn nói thì bị anh ta lao vào đấm. Đồng Ngô đứng bên cạnh gào lên bảo nếu đánh nữa sẽ tố giác việc anh làm ở văn phòng. Kỳ Việt nghe thấy chột dạ liền đuổi theo cậu. Lưu Thịnh sau đó cũng tìm được Đồng Ngô biết được rằng chuyện lộ chiến thuật chính là do Kỳ Việt và Kiều Hinh làm. Sau một hồi nói chuyện hai người đã quyết định đến nói cho Lạc Thiên biết. Trận chung kết cũng đến ngày diễn ra. Trận đấu đầu tiên đội của Hương Không đánh vô cùng thoải mái, dễ dàng giành được thắng lợi. Bố mẹ của Khâu Ánh và Hạ Lăng cũng đến xem. Cô nói chỉ còn một trận nữa quyết định thắng thua. Cả ba người vô cùng hồi hộp. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng thế trận vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của đội Phoenix. Trạng thái thi đấu của cả đội vô cùng tự tin. Còn bên phía VNG thì liên tục bị chặn đánh rất chi là hoang mang. Nhìn trạng thái thi đấu cũng không khó khăn gì để đoán kết quả trận đấu. Phoenix đã giành được chiến thắng và nhận được tấm vé vào vòng thi thế giới. Cũng nhờ lần này mà cả gia đình Khâu Ánh đã làm hòa với nhau. Không khí vừa vui mừng vừa cảm động. Sau khi cả nhóm ăn mừng xong đang đi dạo cùng với Khâu Ánh thì Hương Không nhận được tin Di Nhã gặp chuyện liền vội vã chạy tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng sau lần ngã này và bị chèn ép dây thần kinh rằng rất có thể cô ấy sẽ bị mù vĩnh viễn. Hương Không cũng quên đi Khâu Ánh mà nói muốn ở lại trong bệnh viện cùng Di Nhã. Kỳ Việt ở VNG cùng lúc bị người điều tra đến tìm gặp để tiến hành điều tra về việc làm lộ chiến thuật khi trước. Kể từ khi Di Nhã vào viện thì Hương Không luôn ở trong viện tới khuya mới về. Khâu Ánh thì lúc nào cũng đợi anh đến tận đêm, tâm trạng ngày càng có vẻ không vui. Lạc Thiên tìm gặp Khâu Ánh nói với cô mọi chuyện cũng đã điều tra rõ ràng là Kiều Hinh và Kỳ Việt làm. Cô ta bị đuổi khỏi Cực Quang còn Kỳ Việt bị cấm thi đấu một năm. Anh nói rằng đã bàn bạc với sếp cho cô làm người cộng tác cùng mình tham gia bình luận tại trận chung kết thế giới nhưng Khâu Ánh nói cho mình thời gian suy nghĩ vì Phoenix cũng rất cần cô. Kiều Hinh đến xin lỗi Lạc Thiên muốn anh cho mình một cơ hội nhưng đã được anh thông não nói rằng cô rất có thực lực đừng đi so đo sân si với người khác nữa. Sau khi mất đi công việc Kiều Hinh mới rén nên cũng nói với giám đốc rằng sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ nữa. Di Nhã trong bệnh viện thấy tiếng điện thoại muốn đi ra lấy nhưng ngã nhòi trên đất. Hương Không thấy thế vội vã chạy lại, cô vô cùng kích động mà ôm lấy anh. Đúng lúc Khâu Ánh tới thăm thấy được cảnh này vô cùng chạnh lòng nên đã rời đi mà không nói tiếng nào. Trở về đội Y và nói chuyện với Khâu Ánh hỏi tình hình giữa hai người, Khâu Ánh sau đó quyết định rời khỏi Phoenix. Hôm sau khi trở về thì Hương Không phát hiện Khâu Ánh đã rời đi còn để lại trong đội mỗi người một bức thư, nói rằng chị Văn sẽ đến thay thế mình dẫn dắt đội. Ngày Khâu Ánh gần rời đi cũng nhận được tin nhắn chúc may mắn và bảo trọng từ Hương Không, Di Nhã ở bệnh viện được anh quản lý phát hiện ra đã nhìn lại được. Nhưng cô muốn anh giữ bí mật cho mình vì muốn Hương Không ở bên cạnh. Sau khi được bác sĩ nói về tình hình của Dĩ Nhã, Hương Không trong lòng vẫn vô cùng áy náy. Một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm, anh không biết phải cư xử ra sao cho hợp lý. Đôi kia gặp vấn đề thì có đôi của Giật Hiên gỡ lại. Uống rượu say xưa thì Giật Hiên đã tỏ tình với Y. Vì từng vì chap boy lừa nên cô không tin đàn ông nữa, bảo ai cũng như nhau. Giật Hiên chạy đến hôn Y. Cô đẩy anh ra rồi chạy một mạch về nhà. Đêm ấy cả hai đều khó chịu trằn trọc. Hôm sau là ngày lên đường thi đấu, trước khi đi Giật Hiên đến tìm Y ăn vạ sao cô lại chặn số của anh. Thấy mọi người nhìn xấu hổ quá nên Y kéo Giật Hiên ra ngoài, Giật Hiên lại hôn Y phát nữa rồi bảo đợi mình mang quán quân về. Mọi người đến nơi thi đấu gặp được Khâu Ánh, Hương không muốn nói chuyện thêm nhưng cô chỉ nói về trận đấu xong rồi quay người bỏ đi. Trận đấu chung kết được diễn ra, đội Legend không may mắn đã thua trận. Chỉ còn lại duy nhất đội Phoenix là đến từ Trung Quốc, trong kỳ này vẫn có sự tham gia của đội Tatan. Phoenix dễ dàng giành được chiến thắng ở những vòng đối đầu trước, thành công bước vào vòng một chọi một giành chức quán quân với đội Tatan. Sau trận đấu Lạc Thiên muốn hẹn Khâu Ánh tối đi ăn với mình, bảo nay là sinh nhật anh, Khâu Ánh cũng đồng ý. Hai người hẹn nhau ở nhà hàng trông rất lãng mạn,
Lạc Thiên tặng quà cho Khấu Ánh, vốn dĩ muốn tỏ tình với cô nhưng Khấu Ánh luôn dùng câu chuyện khác ngăn không cho anh có cơ hội để nói. Sau đó Lạc Thiên đã tìm đến Hương Không nổi giận với anh ta một trận vì hết lần này tới lần khác làm tổn thương Khấu Ánh. Lạc Thiên còn nói nếu không giải quyết rõ ràng với Di Nhã thì nhất định anh sẽ giành Khấu Ánh về mình. Trận chung kết cuối cùng cũng được diễn ra giữa Phoenix và Tatan. Trận đầu tiên cả hai bên đều không có chiến thuật gì đặc biệt. Đội Phoenix dễ dàng giành được chiến thắng mang về tỷ số 1-0. Tatan thấy vậy thì cố tình tỏ ra là mình ổn. Đánh vào tâm lý của Phoenix, mọi người nhìn thái độ đó đều không hiểu bọn họ có ý gì. Trận thứ hai cũng nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó. Lần này đội Phoenix dùng chiến thuật ảnh tử của Bùi Hy và Hạ Lăng nhưng Tatan dường như đã đoán trước được nên vô cùng đắc ý. Bọn họ đã nghĩ ra được cách phá giải đội hình ảnh tử này, thế trận luôn bị đội Tatan kiểm soát. Không ngoài dự đoán thì Tatan đã gỡ hòa tỷ số 1 đều với Phoenix. Sau trận này mọi người trong đội Phoenix vô cùng hoang mang. Ngay cả Hương Không cũng không biết làm thế nào nên đã đi ra ngoài hít thở không khí. Đúng lúc Di Nhã cũng tới tìm anh. Nói rằng khi nghe Khâu Ánh bình luận thì mới nhận ra cô ấy hiểu Hướng Không hơn mình. Hai người đã bỏ lỡ quá nhiều điều về nhau. Cô cũng thành thật nói rằng bản thân đã nhìn lại được. Thật lòng chúc phúc cho hai người sau này rồi ôm Hương Không. Khâu Ánh muốn đến tìm đội Phoenix để nói chuyện đúng lúc nhìn thấy cảnh đó nên đã quay người chạy đi. Hương Không nhìn thấy định đuổi theo nhưng đã bị mọi người cản lại vì sắp phải lên sàn đấu. Hương Không cũng nói rằng trận này phải đánh mà không có chiến thuật gì cả. Cả đội cùng với sự quyết tâm, mang theo ước mơ của tất cả những đội tuyển trong nước sẵn sàng bước lên sàn đấu. Trận đấu quyết định bắt đầu. Cả đội Phoenix lần này đều chọn tướng tủ của mình mà không theo một đội hình nhất định nào. Thế trận đầu game luôn bị Tatan áp đảo tuyệt đối. Sau một hồi căng thẳng đấu tranh tâm lý cực mạnh, chợt nghĩ về lúc ngồi nói chuyện cùng Khâu Ánh về trang bị Nhiên Viêm Trượng. Hương Không chợt nghĩ ra cách bảo Bùi Hy và Hạ Lăng bán hết đồ mua trang bị đó. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước quyết định này của Hương Không. Nhưng không để mọi người thất vọng thì sau đó trang bị đã phát huy tác dụng trong trận đấu dưới tay của Bùi Hy và Hạ Lăng, thành công càn quét tướng định. Lúc này đội Tatan chỉ còn đàn lính lên đẩy trụ thủy tinh, Phoenix chỉ còn duy nhất một mình anh Tô còn trụ lại được đẩy thẳng nhà địch. Khoảnh khắc vô cùng căng thẳng được mọi người hồi hộp, anh Tô ra đòn quyết định thành công phá hủy nhà chính. Phoenix chính thức chiến thắng, chính thức là đội đế từ Trung Quốc giành chiến thắng chiếc cúp toàn cầu. Cả đội vô cùng vui mừng, Hương Không cũng gọi những tiền bối đã hỗ trợ lên nhận cúp cùng. Mọi người theo dõi trận đấu của Phoenix đều bật khóc, admin xem đoạn này mà nổi cả da gà đây. Hương Không nhắc đến Khâu Ánh, lời hứa của hai người cùng bước lên đỉnh cao của thế giới đã được thực hiện. Hai người tiến tới ôm chầm lấy nhau dưới ánh hào quang của danh vọng và phần tóm tắt phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.